Có thể nói là câu cửa miệng đó là: thưa bác sĩ, em ăn uống như thế này thì đã hợp lý chưa? Có cần phải kiêng khem gì không, đúng không ạ? Có những người thậm chí là nhịn đói và chỉ có ăn hoa quả thôi thì có được hay không? Và thậm chí người ta ép nước hoa quả để người ta uống thì như thế nào? Vậy bác sĩ Phúc thì có bình luận gì về việc người xưa ăn nhiều cơm và cái thời thanh niên của bác sĩ Phúc thì đã từng ăn nhiều nhất là bao nhiêu bát cơm ạ? Tôi đồng ý rằng là đây là một cái vấn đề khó nhất, đúng không ạ? Bởi vì chúng ta cứ nói rằng ăn cân đối, ăn ít hay ăn nhiều, ăn thế nọ thế kia, nhưng mà cụ thể nó là bao nhiêu? Xin kính chào quý vị khán giả, quý vị đang theo dõi kênh YouTube Bác sĩ Trần Văn Phúc Official. Rất vui khi được gặp lại quý vị vào mỗi 9 giờ sáng thứ bảy hàng tuần. Và tôi là Khánh Lành. Ngồi cạnh Khánh Lành hôm nay không ai khác, đó chính là bác sĩ Trần Văn Phúc. Và chủ đề ngày hôm nay chúng tôi muốn gửi đến quý vị, đó là chủ đề ăn gì và ăn bao nhiêu mỗi ngày. Vâng, xin chào biên tập viên Khánh Lành, chào quý khán giả đã đến với chương trình vào buổi sáng thứ bảy hàng tuần. Và cái chương trình ngày hôm nay tôi cho rằng là chắc chắn mọi người sẽ rất là quan tâm. Bởi vì chúng ta khi mà đi khám chữa bệnh hoặc là ngồi với bác sĩ, bao giờ chúng ta cũng quan tâm tới cái vấn đề ăn uống, ăn gì và ăn như thế nào. Và tôi khẳng định rằng là các bác sĩ người ta tư vấn các bạn nào là ăn ít thịt đi, nào là ăn tăng cường rau lên, rồi thì ăn thế nọ, ăn thế kia, nhưng mà chúng ta sẽ cực kỳ khó nhớ. Và chúng ta cũng chẳng biết rằng là trong một ngày cái khẩu phần ăn của chúng ta gồm những gì và ăn bao nhiêu thì nó phù hợp. Vậy thì cái ngày hôm nay trong cái vấn đề về dinh dưỡng, về bữa ăn thì chúng tôi sẽ phải nói rất rất nhiều những cái chương trình. Nhưng hôm nay tôi chỉ hy vọng rằng mang tới cho quý vị một cái kiến thức cơ bản nhất, tổng quát nhất và dễ hình dung nhất để xem rằng là chúng ta ăn uống như thế nào thì nó phù hợp với lại một bữa ăn. Và tự mỗi quý vị và các bạn sẽ biết xây dựng cái khẩu phần ăn cho mình một cách khoa học, phù hợp với bản thân mình. Đó chính là cái mục tiêu của chương trình ngày hôm nay. Vâng, bác sĩ nói rất chuẩn đó, đó là cứ mỗi lần đi khám chữa bệnh thì mọi người hay có một câu quen thuộc, có thể nói là câu cửa miệng, đó là: thưa bác sĩ, em ăn uống như thế này thì đã hợp lý chưa? Có cần phải kiêng khem gì không, đúng không ạ? Nhất định là cái câu có cần phải kiêng khem gì không, tôi nghĩ rằng đây sẽ là câu mà bất cứ một quý vị khán giả nào cũng sẽ hay hỏi bác sĩ khi mà những cái đợt đến khám sức khỏe định kỳ hoặc là mỗi một lần phải buộc đến thăm bệnh viện. Vâng, thưa quý vị, người xưa thường ăn rất nhiều và ông bà ta thường có cái câu nói về người ăn khỏe, đó là ăn bất thùng chi thình. Nói về tức là ăn rất khỏe, ăn rất nhiều, ăn không biết no, ăn bao nhiêu cũng hết. Hay là có một câu khác là: ôi anh này ăn thùng uống vại nhỉ, có nghĩa là cũng với một cái ý nghĩa như vậy. Người nghèo thì hay có một câu tục ngữ như thế này, đó là cơm ba bát, áo ba manh, đói chẳng xanh, rét chẳng chết. Vâng ạ, qua những câu chuyện của bố mẹ và ông bà tôi kể lại thì người xưa thường ăn rất khỏe. Cô chú hoặc là những người mà thế hệ trước tôi thì đã có người từng ăn được 5-7 bát cơm. Có khi đã ăn 3 bát cơm rồi hỏi có ăn được cơm nữa không. Đứng dậy đi một vòng quanh mâm khoảng 3 vòng là lại có thể ngồi ăn được tiếp 3 bát nữa. Như vậy nghĩa là sao ạ? Người xưa, có phải là người xưa ăn khỏe hơn bây giờ hay không? Hay là chỉ là ăn nhiều cơm hơn bây giờ thôi? Rồi có lẽ là cơm ngày xưa thì tôi nghĩ là chưa chắc đã ngon như cơm bây giờ. Cơm bây giờ thì chúng ta có thể có những loại gạo mới được sáng tạo nên. Rồi chúng ta xuất khẩu gạo đứng hàng đầu thế giới. Và có lẽ quý vị cũng đã từng nghe cái câu nói là cẩn thận ăn nhiều cơm lại mắc bệnh tiểu đường thì chết. Nên là rất nhiều người lại bắt đầu lại sợ ăn cơm, thậm chí là kiêng tuyệt đối không ăn cơm. Thế nhưng mà tỷ lệ chúng ta mắc tiểu đường vẫn rất là cao. Mà giống như số tiểu đường, bệnh tiểu đường mà chúng tôi đã đề cập đến, cùng với tiểu đường là các bệnh mỡ máu và tăng huyết áp, cũng gây ra rất là nhiều những cái biến chứng nguy hiểm. Vậy bác sĩ Phúc thì có bình luận gì về việc người xưa ăn nhiều cơm và cái thời thanh niên của bác sĩ Phúc thì đã từng ăn nhiều nhất là bao nhiêu bát cơm ạ? Vâng, cái chủ đề mà Khánh Lành đưa ra đặt cái câu hỏi đầu tiên, tôi cho rằng là có thể mọi người nghe sẽ sốt ruột, nghĩ rằng là đi tập trung ngay vào cái chủ đề đi xem rằng chúng ta ăn uống như thế nào. Nhưng mà cái gì nó cũng có cái sự sâu chuỗi lẫn nhau.
tôi thì tôi nói rằng Khánh Lành đặt bất kỳ câu hỏi nào cho tôi đi chăng nữa thì dù chưa có xa cái chủ đề đến mấy, tôi cũng dần dần tôi cũng lái được vào cái chủ đề, không phải lo. Bởi vì một khi chúng ta đã có kiến thức toàn diện thì chúng ta đều có thể phân tích nó, lý giải nó một cách khoa học, một cách logic. Khánh Lành liên tưởng tới ngày xưa ăn rất nhiều cơm, rồi ăn rất nhiều, ăn bất thùng chi thình, rồi ăn không biết no. Thế rồi chỉ có những nhà nghèo thì mới có chuyện là cơm ba bát áo ba manh. Chứ còn những các cái người mà có điều kiện kinh tế này khác thì ăn sẽ rất nhiều. Thì chúng ta trở lại với lại cái lịch sử phát triển của loài người, từ cái loài vượn người, xong đến người vượn, xong rồi trải qua một loạt, ví dụ như là từ Heidelberg, Neanderthal, Cro-Magnon, thế rồi một loạt những các cái loại như thế. Thế thì chúng ta hình dung rằng đầu tiên là chúng ta là xuất phát, tổ tiên của chúng ta là những các cái loài vượn người. Loài vượn người sống ở trên cây và bằng cách là hái hoa quả để ăn, ăn hoa quả, ăn rau, ăn những các cái loại lá cây là chính, nó giống như vượn ấy, chủ yếu sống bằng hoa quả thôi. Thế thì từ khi mà có bắt đầu có vua Thần Nông, tức là khoảng 5.000 năm trước khi mà có vua Thần Nông, thì chúng ta hình dung rằng là từ cái loài vượn người đi bằng bốn chân từ trên cây xong chuyển xuống mặt đất qua các kỷ băng hà, thì xuống dưới mặt đất chúng ta không thể nào hái được những các cái hoa quả được nhiều nữa. Thì lúc đó chúng ta phải tính đến các cái chuyện là có một thời kỳ loài người chúng ta phải ăn rác, chuyển từ ăn hoa quả, ăn lá lẩu, chuyển sang là ăn rác, tức là có những các cái loại gì tồn tại trên mặt đất chúng ta cũng phải ăn. Cho đến 5.000 năm trước khi mà vua Thần Nông ra đời, thì vua Thần Nông có dạy về cái chuyện là cấy cày, canh tác, rồi thì trồng trọt, rồi thì chăn nuôi. Thì lúc đó chúng ta mới chuyển sang từ cái săn bắt hái lượm các thứ này khác, thì mới chuyển sang được cái chế độ là canh tác để chúng ta có cái đồ ăn thức uống. Tuy nhiên rằng chúng ta biết rằng để nuôi một con lợn hay nuôi một con gà đòi hỏi một cái quá trình rất công phu, đòi hỏi thời gian, đòi hỏi thức ăn cho nó, đòi hỏi những cái kỹ thuật rất khó. Thế do vậy là thế hệ chúng tôi ngày xưa chỉ là ngày 30 Tết mới có thịt treo, chiều 30 Tết mới có thịt treo trong nhà. Chứ còn đâu những các cái ngày thường không có đâu. Một năm có bao nhiêu ngày Tết, ví dụ ngày rằm tháng 7, ngày rằm Trung Thu thì lúc đấy mới có mùng 5 tháng 5, mùng 3 tháng 3. Chứ còn bình thường những cái ngày thường không có thịt cá để mà ăn. Cùng lắm là những ai ốm đau hoặc trẻ con thì lúc ấy được ăn quả trứng, đúng không ạ? Chứ còn toàn bộ là gà rồi lợn các thứ đều phải đem bán hết. Vậy chúng ta đều phải sống, phải trông chờ vào ngũ cốc là chính. Chính vì như vậy mà từ tổ tiên chúng ta từ ngày xưa đến bây giờ là hầu hết tất cả chúng ta sống trông chờ vào cái nguồn lương thực chính, đó là nguồn ngũ cốc. Và chúng ta biết rằng là ngũ cốc bản chất của nó là tinh bột, mà tinh bột nó chính là đường. Trong đường thì chúng ta học, chúng ta biết rồi, có đường gluco, đường fructo, đường saccharo, đường manto, đúng không ạ? Thế và một cái đường nữa không ngọt, đó chính là tinh bột. Thì tinh bột là cái đường không ngọt, còn những cái đường kia là đường rất ngọt. Đường ngọt nhất là đường fructo, là cái đường của hoa quả, đường mật ong. Thế còn cái đường tinh bột là đường không ngọt. Thế vậy thì tổ tiên cha ông của chúng ta ăn đường là chính. Cái cuộc sống của chúng ta ăn đường. Mà chúng ta biết rằng là khi ăn đường vào, thì cái đường mà hấp thu nhanh nhất, dễ nhất, đấy là đường gluco. Cái đường mà hấp thu chậm nhất và khó nhất đấy là đường tinh bột. Tức là tinh bột nó phải qua quá trình thủy phân thì lúc đó mới trở thành gluco để nó hấp thụ được. Chứ còn nếu không, nó không hấp thụ được. Thì chúng ta thấy rằng tinh bột bản chất nó cũng là đường. Vậy thì cái quá trình ăn đường là một cái quá trình ăn tinh bột và nó hấp thụ vào ruột rất là nhanh. Và đường nó vào trong máu nó cũng chuyển hóa để tạo thành năng lượng rất nhanh. Trong tất cả các chương trình tôi đều nói ba cái cơ chất quan trọng nhất để tạo ra năng lượng, để tế bào chúng ta sử dụng, để cơ thể chúng ta hoạt động. Đó chính là đường là một, đó chính là mỡ là hai, tức là lipid ấy, mỡ là hai. Đó chính là protein, tức là acid amin là ba. Ba cái đó vào để chúng ta trở thành cái cơ chất đốt cháy để tạo thành năng lượng, khí CO2 thải ra và hơi nước thải ra. Thế thì chúng ta hình dung rằng trong đó đường là quan trọng số 1, đường là đầu tiên và đường là chuyển hóa nhanh nhất. Vậy chúng ta ăn cơm vào nó sẽ rất nhanh. Trong bữa cơm của chúng ta không có nhiều thịt cá, chúng ta chẳng có đâu thịt cá, trứng, không có sữa để mà uống, không có các cái đồ ăn đạm, protein, mỡ, không có những cái đấy để ăn. Thế thì rõ ràng chúng ta ăn đường là chủ yếu, thì ngay lập tức vừa mới ăn xong đã đói rồi, đói rất nhanh. Vậy thì cha ông của chúng ta phải ăn rất nhiều. Một bữa ăn có những người ăn đến hơn chục bát cơm. Cái thế hệ chúng tôi là ăn tới 7-8 bát cơm là bình thường, hơn chục bát cơm là bình thường. Thế mà ăn vào cái thì lập tức là đường máu nó tăng lên, nhưng mà nó lại chúng ta ăn xong chúng ta phải lao động quần quật.
buổi sáng cái vội vàng ăn xong phải đi ra đồng làm việc, phải đi làm những cái công việc nặng nhọc rồi, buổi trưa ăn xong cái cũng lại đi làm luôn. Thế và buổi tối ăn xong thì buổi tối thì những đứa trẻ thì cũng phải là bế em, cũng phải là chăm sóc, cũng phải làm những cái việc nhẹ. Thế còn lớn hơn một chút thì xay thóc, giã gạo, làm toàn những cái công việc nặng nhọc cả. Bản thân tôi xay thóc, xay lúa rồi tôi biết, bản thân tôi giã gạo tôi biết, bản thân tôi làm đập lúa vào những cái buổi tối rồi tôi biết, những đêm sáng trăng đập lúa rất vất vả, rất mệt nhọc, làm những công việc gặt hái đồng áng cực kỳ mệt nhọc. Có những đêm trăng sáng còn phải đi gặt hái, đi làm việc ở ngoài đồng. Đấy là những công việc mà nó tiêu năng lượng đường rất nhanh. Do vậy là chúng ta ăn đến 7-8 bát cơm, ăn đến chục bát cơm, đường huyết nó tăng. Nhưng mà ngay lập tức là nó được thực hiện vào cái công việc đốt cháy. Do vậy nó không gây ra cái tình trạng thừa đường như tế bào. Cho nên là các cụ ngày xưa không bị tiểu đường là vì như thế. Cái bệnh tiểu đường là bệnh của thời đại mà chúng ta có điều kiện kinh tế. Chúng ta phát triển lên, chúng ta ăn rất nhiều chất, dẫn tới là chúng ta bị cái bệnh tiểu đường. Thế thì ở đây tôi muốn giải thích rằng thời của chúng ta bây giờ có nhiều cái nguồn năng lượng bổ sung như là thịt cá, thế rồi có mỡ để bổ sung vào, có cái các cái thành phần dầu để bổ sung vào, dẫn tới là chúng ta phải ăn giảm cái lượng cơm đi. Chúng ta không ăn nhiều như ngày xưa. Thế còn trở lại ngày xưa chẳng hạn, như là tôi xem trong sách Mạc Tử chẳng hạn, nhà tôi thì bố tôi cũng là học chữ Nho, thế và một cái cụ đồ rất là yêu quý tôi, cụ thọ đến 104 tuổi, cụ ấy có nhiều sách chữ Nho lắm. Thì trước kia hồi bé thì cụ hay đọc cho tôi xem để tôi biết, và tôi cũng học được một số chữ Nho. Thì tôi thấy rằng là trong sách Mạc Tử có ghi rằng quân đội, tức là quân đội nhà Tần ấy, khi mà chiến đấu thì mỗi một binh sĩ một bữa ăn được 5 lít lương thực để ăn. 5 lít lương thực và một ngày tính ra 2 bữa tức là được 10 lít, 10 lít là một thùng. Cái câu mà ăn thùng uống chậu là uống đấu là vì như thế. 5 lít có nghĩa là một thùng, nửa thùng, còn 10 lít một ngày tức là một thùng. Mà một thùng đó là 15 kg. Vậy mỗi một người, một binh sĩ ngày xưa ăn hết 15 kg một ngày. Thì chúng ta thấy rằng người ngày xưa ăn rất là nhiều, đúng không ạ? Nhưng mà người dân nghèo ngày xưa, cũng cái thời kỳ của thời nhà Tần đấy, người dân nghèo thì một ngày chỉ được có 3 lít thôi. Chỉ được có 3 lít, 3 lít thì được vào độ 4,5 cân, 4,5 kg, tức là cái chế độ ăn nó thấp hơn nhiều. Thì ở đây người ngày xưa có thể ăn tới 15 cân một ngày. Có nghĩa là người ta ăn với một cái số lượng nhiều khủng khiếp, chứ không phải là ăn ít. Thì cái số lượng người ta ăn nhiều như vậy thì nó, tôi giải thích rồi, là cái chủ yếu là người ta ăn những các cái thành phần là tinh bột là chính. Thế còn thịt cá các thứ thì nó sẽ ít đi. Thế còn đối với lại cái xã hội mà về sau này, thì trong cái thời như chúng tôi chuyển qua cái thời kỳ Mao cấp chẳng hạn, thì những ai mà ở những cái thế hệ những năm 70-80 trở lại trước, chúng ta đều biết rằng trước cái năm 86, tức là trước thời kỳ đổi mới ấy, thì chế độ tem phiếu của chúng tôi chỉ có một năm. Thì vào những các cái ngày Tết, ngày lễ, ngày Tết, ngày dịp giải phóng nọ kia thì chúng tôi mới được là tem phiếu để đi mua những các cái thực phẩm. Mà đi ra ngoài hiệu thực phẩm mà lúc đó mua thì phải quen cái cô bán thực phẩm rất là thân quen thì mới bán cho một cái miếng thịt mà có khẩu phần mỡ rất nhiều. Chứ còn nếu không, cô cho một miếng thịt toàn nạc. Và mỡ lúc đó về thì sẽ rán ra, lấy cái mỡ nước cho vào cái liện. Và đến như các cái bữa cơm mà những gia đình mà có được miếng tóp mỡ cho trẻ con thì lúc ấy bày ra mâm nó là cả một cái sự thèm thuồng. Còn nếu như mà có mỡ để mà cho vào cơm nóng để mà ăn thì đấy là một cái điều xa xỉ. Phải nói xa xỉ, không có thịt cá đâu. Vậy thì chúng tôi phải ăn, cái thời kỳ của chúng tôi là ăn chủ yếu là cơm là chính. Và theo cái cơ chế tôi giải thích ấy, ăn cơm cộng với lại rau. Ăn cơm trong một cái mâm cơm thì chỉ có là tương cà gia bản. Tức là trong mâm cơm thì có rau này, anh đi anh nhớ quê nhà, nhớ canh rau muống, nhớ cà dầm tương, đúng không ạ? Đấy là tất cả những cái cơ bản nhất, chứ còn không có chuyện rằng là thịt cá trong cái bữa ăn bình thường. Thì chính vì như vậy mà nó dẫn tới là vì ăn quá nhiều, thì tôi thấy hiện tượng rằng là chúng ta thấy người ngày xưa là cứ bụng ỏng đít beo, đúng không ạ? Tức là cái bụng nó to ra. Và đến bây giờ cũng vậy thôi, những ai mà ăn nhiều thì cái dạ dày nó sẽ giãn ra. Cái người ngày xưa cái dạ dày nó giãn rất to, và bây giờ cũng vậy, khi mà tôi khám siêu âm hay chụp CT hay là chụp X-quang, những cái người mà ăn nhiều, cái dạ dày nó có thể xa xuống tận bào chậu này. Và khi người ta ăn cái bụng, người ta thay đổi cái thể tích hơn hẳn. Bình thường dạ dày nó ở trên cái góc phần tư trên, đấy, nó co ở cái góc phần tư trên. Với những người ăn ít thì nó sẽ co lên, nhưng với những người ăn nhiều thì cái bụng nó sẽ giãn ra rất to. Cộng với lại cái đại tràng cũng giãn ra rất to để chứa nhiều phân. Thế rồi ruột non cũng giãn ra to để chứa nhiều thức ăn. Vậy thì giữa cái người ăn nhiều và người ăn ít thì cái đường ống tiêu hóa nó cũng có cái sự thay đổi. Tuy nhiên là
Tôi nói rằng thay đổi từ cái thời kỳ thần nông cho đến cái thời kỳ chúng ta trải qua cái thời kỳ phong kiến, là cuộc sống của đại đa số những cái người nông dân trong xã hội phong kiến của Việt Nam cũng như là các cái nước phương Tây cũng như là các nước châu Á, thì 5% là các cái giới thuộc quý tộc trí thức, thì những cái người đó mới có điều kiện tiếp xúc với lại đồ ăn thức uống là thịt cá. Thế còn 95% là nông dân thì người ta phải ăn chế độ ăn nhiều, và nó tạo ra một cái gen của chúng ta, là cái gen của chúng ta là cái gen mà ăn những các cái đồ ăn thức uống thuộc về tinh bột, thuộc về gọi là carbohydrate. Carbohydrate là đường nói chung, thì tôi gọi nó là tinh bột cho chúng ta dễ hình dung. Thì chúng ta ăn tinh bột là nhiều, chúng ta đã quen với cái thói quen đó, cộng với lại rau. Thế còn những các cái thời kỳ mà bắt đầu sau thời kỳ đổi mới, thông thường thực ra thì cũng phải tầm cỡ những năm 2000 cho đến bây giờ, thì các mâm cơm của gia đình bắt đầu mới có thịt cá, chúng ta mới quen dần với lại cái chế độ dinh dưỡng là có nhiều thức ăn. Thì lúc đó chúng ta chuyển sang một cái giai đoạn khác, và cái giai đoạn khác này chúng ta đã đủ thích nghi hay không, thì đây nó là cả một câu chuyện mà sau những cái chương trình về sau này tôi và Khánh Lành sẽ bàn sâu hơn nữa về cái chế độ dinh dưỡng. Chúng ta nên thực hiện ăn chay, hay chúng ta nên thực hiện ăn mặn, hay là chúng ta chuyển sang ăn ít cơm thôi, thì nó là cả một cái vấn đề chúng ta bàn tán rất là nhiều. Nhưng ở đây tôi muốn nói một cái ý nữa, đó chính là khi chúng ta chuyển đổi sang một cái cơ chế nào đi chăng nữa thì chúng ta cũng phải tuân thủ một cách là cực kỳ khoa học, để chúng ta không rơi vào cái trạng thái là chúng ta bị rối loạn, chúng ta bị thay đổi cơ thể, chúng ta bị gây ra một loạt những các cái bệnh tật. Mà tôi cho rằng là thực ra cha ông của chúng ta đúng là cũng khỏe mạnh thật, nhưng mà rõ ràng rằng đến bây giờ chúng ta sức khỏe không được tốt lắm, do chúng ta chưa thực hiện cái chế độ ăn uống một cách khoa học mà nó phù hợp với bản thân mình. Rõ ràng là như bác sĩ chia sẻ, người xưa thì ăn rất là nhiều cơm, và như binh lính ngày xưa cũng ăn đến 15 cân một ngày, thực phẩm một ngày. Vậy tại sao bây giờ chúng ta lại ăn ít đi? Trong chế độ ăn uống ngày nay thì một số người khẳng định là không ăn thịt, chỉ ăn chay để duy trì sức khỏe. Một số khác thì lại chỉ ăn hoa quả để giảm cân thôi. Không những thế thì họ còn ép hoa quả lấy nước để uống. Ở thái cực ngược lại thì một số người đang cố gắng giảm cân thì họ lại tránh ăn tinh bột và mong muốn là dùng thịt thay vì thực phẩm chủ yếu để có thể giảm cân nhanh chóng. Và nên ăn như thế nào để tốt cho sức khỏe có lẽ là một câu hỏi mà rất nhiều người đặt ra. Tôi cho rằng là với cái câu hỏi như thế này thì tôi cũng sẽ tích hợp lại để cho cái chương trình nó ngắn đi. Tôi biết rằng là ý của Khánh Lành là đừng để khán giả phải chờ đợi nó quá lâu, đúng không ạ? Như tôi lúc ấy tôi có nói rằng là ngày xưa do cái cuộc sống của chúng ta quá nghèo, 95% dân số là nông dân, kể cả cán bộ công chức thì cũng lương 3 cọc 3 đồng. Chúng ta không có tiền để ăn thịt ăn cá. Do vậy là bữa cơm của chúng ta đơn giản là chỉ có cơm, có ngô, có khoai, có sắn. Như nhà tôi thì cả năm cũng chỉ được vài bữa cơm thôi, chứ còn toàn bộ ăn ngô, khoai, sắn là chính và ăn rau là chính. Thế còn thì những gia đình khác thì cũng toàn ăn độn. Cái điều đó là cái điều mà nó thể hiện bữa cơm của ngày xưa nó rất đơn điệu và ăn rất nhiều. Thế nhưng mà khi chúng ta chuyển sang một cái giai đoạn mà qua cái thời kỳ bao cấp, đất nước đổi mới cũng như là các cái quốc gia ở Đông Á này cũng thế thôi, Đông Nam Á cũng vậy, là cái nền kinh tế nó thay đổi, nó phát triển, thì lúc đó người ta có điều kiện để tiếp xúc với thịt cá hơn thì người ta sẽ ăn nhiều lên. Thì trong các cái chế độ dinh dưỡng, từ chế độ dinh dưỡng đầu tiên của Nhật Bản khi mà vua Minh Trị lên cai trị thì đã đưa cái vấn đề, cái sự tồn vong, cái sự phát triển của đất nước quan trọng số 1, đó chính là ăn uống. Cái điều Minh Trị cải tổ việc đầu tiên, việc quan trọng hàng đầu, đó là yêu cầu các cái nhà khoa học xây dựng một cái chế độ dinh dưỡng đảm bảo cho người Nhật làm sao mà sống lâu, sống khỏe, sống thọ nhất. Và đến bây giờ người Nhật phải nói là cái người mà làm việc, sức làm việc kinh khủng nhất thế giới, hiệu quả nhất thế giới, tuổi thọ cũng cao nhất thế giới, 84-85 tuổi, con số mà bỏ xa chúng ta rất nhiều. Thế thì từ cái chuyện mà chúng ta ăn uống đơn điệu chỉ có cơm với lại rau thôi, và không có thịt cá, các thứ gì, không có dầu mỡ gì, thỉnh thoảng mới được có thịt cá dầu mỡ thôi, và chúng ta chuyển sang cái chế độ ăn đa dạng, thì những các cái mô hình, những các cái khuyến cáo về ăn uống từ Nhật Bản, Trung Quốc, Hàn Quốc hay là các cái quốc gia phương Tây sẽ khuyến cáo, đó là cái nguyên tắc để ăn uống lành mạnh, nó có 3 nguyên tắc. Nguyên tắc số 1 đó là chúng ta phải ăn đa dạng, ăn nhiều loại thức ăn, chứ không phải là chúng ta ăn đơn điệu 2-3 loại thức ăn, mà chúng ta ngay trong một ngày chúng ta ăn nhiều loại thức ăn.
chứ không phải là chúng ta ăn đơn điệu. Đấy là nguyên tắc số 1. Nguyên tắc thứ 2 là chúng ta phải ăn mà không cố gắng làm sao không ăn quá nhiều. Ăn vừa phải mà chỉ ăn tới 70%. Ăn tới 70% thôi. Thì chúng ta nếu như ăn quá no thì chúng ta cũng ảnh hưởng tới sức khỏe. Chúng ta ăn quá nhiều một cái sản phẩm, chúng ta cứ chỉ ăn mỗi một cái thứ thôi thì cái điều đó sẽ rất nguy hiểm. Mà chúng ta phải là ăn vừa phải, ăn có một cái mức độ nhất định. Và cái điều thứ ba, cái nguyên tắc thứ ba để mà dinh dưỡng an toàn, đó là chúng ta phải ăn uống một cách khoa học, tức là cân đối chế độ dinh dưỡng làm sao cho nó hài hòa. Thế đấy là ba nguyên tắc, tôi nhắc lại ba nguyên tắc. Nguyên tắc thứ nhất là phải ăn đa dạng rất nhiều loại thực phẩm. Nguyên tắc thứ hai là không được ăn nhiều. Đấy, không được ăn nhiều một loại, không được ăn nhiều trong một bữa. Đấy, nguyên tắc thứ ba đó là chế độ dinh dưỡng của chúng ta phải thực sự là khoa học. Thế thì dựa ba trên ba nguyên tắc đó thì sẽ dẫn tới là rõ ràng rằng cái bữa ăn của chúng ta bây giờ sẽ có nhiều thức ăn hơn và chúng ta lại phải ăn ít đi hơn, cái dạ dày của chúng ta thu nhỏ hơn. Chứ chúng ta không thể dạ dày chúng ta giãn như ngày xưa được. Chúng ta không thể ăn nhiều như ngày xưa được. Ăn như thế chúng ta sẽ béo phì, chúng ta sẽ mỡ máu, chúng ta sẽ tiểu đường, sẽ rất là nguy hiểm. Thì đấy là lý do tại sao bây giờ lại ăn ít đi mà không ăn nhiều như ngày xưa, là bởi vì trong ba cái nguyên tắc về dinh dưỡng mà đảm bảo coi như là cái nguyên tắc an toàn dinh dưỡng thì phải có ba nguyên tắc đó. Cái điều nữa là Khánh Lành nói rằng một số người thì để thực hiện chế độ giảm cân này khác thì họ ăn thực hiện chế độ ăn chay hoàn toàn thì có được hay không? Thì tôi nói rằng là ngày xưa thì thời kỳ cha ông của chúng ta rõ ràng là toàn bộ ăn chay hết, đúng không ạ? Chúng ta chẳng có cái thịt cá đâu cả. Thế vậy thì nếu bây giờ người ta ăn chay thì ít nhiều chúng ta vẫn còn cái gen di truyền từ thời thần nông để lại, tức là từ 5.000 năm trước để lại cho đến thời kỳ bao cấp. Thì chúng ta cũng chỉ ăn có cơm, ăn chỉ có rau, ăn có ngũ cốc, còn thỉnh thoảng chúng ta mới có bữa thịt, bữa cá thôi. Chúng ta bổ sung đạm, bổ sung protein, bổ sung các cái dầu mỡ bằng cách là các cái loại hạt, ví dụ như hạt đậu, hạt lạc, đậu tương vân vân, tất cả những các cái loại đó sẽ giúp chúng ta bổ sung các loại lượng dầu mỡ vào bên trong, đúng không ạ? Thế vậy thì sẽ có một số những cái người là người ta sẽ đảm bảo ăn chay trường được, nhưng mà người ta vẫn có được sức khỏe, nhưng mà người ta vẫn phải cân bằng chế độ dinh dưỡng. Nhưng mà đại đa số những người bây giờ chúng ta đã dần dần bỏ cái chuỗi thức ăn chay rồi, chúng ta chuyển sang cái chuỗi thức ăn đa dạng, có thịt cá, có dầu mỡ rồi, thì có vẻ như chúng ta đang dần dần không thích nghi với lại chế độ ăn chay trường nữa. Cho nên là có những người ăn chay trường tôi thấy rằng là họ rất yếu, họ không đủ năng lượng để họ sống, họ thiếu cholesterol, họ thiếu triglycerides, tức là thiếu mỡ, họ thiếu những các cái loại dầu mỡ khác, dẫn tới là họ khá là yếu ớt và họ không khỏe mạnh được. Bây giờ bắt những người ăn chay mà đi ra cuốc đất, đi ra làm những cái công việc mà quá vất vả, những cái công việc đòi hỏi nặng nhọc, bây giờ bảo những cầu thủ bóng đá mà đi ăn chay mà người ta đi đá bóng thì chết dở rồi, đúng không ạ? Họ không thể đá được. Bảo những vận động viên thể thao sức nặng mà ăn chay không thể nào họ làm được cái việc đó. Thế vậy thì muốn có sức khỏe mạnh thì chúng ta phải thực hiện những cái chế độ ăn uống cân đối, có thịt, cá, các thứ này khác. Và chúng ta nhìn thấy rằng ví dụ như là trong cùng châu Á chúng ta thôi, đó là Mông Cổ chẳng hạn, thế kỷ 12-13 là quân Mông Cổ dày xéo khắp Mông Nguyên, dày xéo khắp Nam Châu này. Cái đội quân Mông Nguyên đó cao to lừng lững, cưỡi trên cái con ngựa rất cao to, nhưng mà họ ăn cái chế độ của ăn là trên thảo nguyên và họ ăn thịt rất nhiều. Và những cái người ăn thịt đó họ cực kỳ khỏe, cái sức khỏe của họ nó bổ sung được các cái vi chất canxi, magie, rồi các cái sắt, thế rồi các cái vitamin họ được bổ sung rất nhiều, thế rồi năng lượng họ bổ sung rất nhiều thông qua protein, thông qua lipid, dẫn tới là họ có một cái sức mạnh vô biên. Chúng ta thấy con hổ nó ăn thịt cho nên nó làm chúa sơn lông, đúng không ạ? Thế trong khi đấy là con trâu, con bò ăn cỏ rõ ràng to hơn con hổ rất nhiều, nhưng mà vẫn thua con hổ về mặt sức mạnh là vì như thế. Thế thành ra là chúng ta dần dần chúng ta bỏ cái chuỗi mà ăn chay thì nó chỉ còn một số ít người phù hợp, còn những người không phù hợp họ vẫn phải bổ sung những các cái lượng đạm, lượng lipid bằng cái hình thức này, bằng hình thức kia, nó có rất nhiều hình thức để họ bổ sung, còn nếu không bổ sung thì họ sẽ rơi với trạng thái bệnh tật. Cái thái cực thứ hai đó là những cái người mà lại thực hiện ăn mặn, thế và bỏ những các cái tinh bột đi, bỏ tất cả những cái cơm, các thứ này khác đi, những cái tinh đồ mà liên quan tới tinh bột và họ thực hiện về chế độ ăn thịt thì có hợp lý hay không? Thì phải nói là như thế này. Đầu tiên tôi cứ nói về phải căn cứ theo những các cái số liệu của nghiên cứu khoa học đã. Thì người ta nghiên cứu rằng người Nhật Bản là
cái người thực hiện chế độ ăn có thể nói là tốt nhất thế giới này, thì họ thấy rằng là trong cái khẩu phần của thức ăn của chúng ta nó chia ra làm 5 loại. Loại thứ nhất đó là thức ăn cơ bản. Thức ăn cơ bản của chúng ta bao gồm có tất cả những cái thành phần có tinh bột. Tinh bột ở đây là cơm, tinh bột ở đây là ngũ cốc bao gồm ngô khoai sắn. Thế thì đấy, tất cả những cái đấy là tinh bột thì được xếp vào thức ăn cơ bản, thực phẩm cơ bản. Thực phẩm tại sao lại thực phẩm cơ bản là nó có từ thời kỳ thần nông cho đến bây giờ, và người ta ăn quen với lại cái chế độ đấy rồi thì được xếp vào thực phẩm cơ bản. Nếu như mà chúng ta không có thực phẩm cơ bản thì nó sẽ rất nguy hiểm. Do vậy là đấy là cái thực phẩm được xếp cơ bản, tức là bắt buộc phải có tinh bột. Cái nhóm thực phẩm thứ hai đó chính là rau củ quả. Rau củ quả là để có chất xơ và để có vitamin. Cái nhóm thực phẩm thứ ba đó là hoa quả để chúng ta bổ sung vào. Hoa quả để chúng ta có các cái vitamin, có các cái dưỡng chất. Cái nhóm thực phẩm thứ tư là cái nhóm protein, tức là để chúng ta sinh ra năng lượng. Và cái nhóm thực phẩm thứ năm đó chính là mỡ và các loại dầu. Thế thì có 5 nhóm thực phẩm đó thì duy nhất nhóm thực phẩm cơ bản đó chính là nhóm gồm có cơm và ngũ cốc, tức là thuộc về tinh bột. Thế do vậy là nếu chúng ta ăn chay hoàn toàn thuần túy thì chúng ta đã đang phù hợp với lại cái quy luật từ thời thần nông đến giờ. Nhưng mà chúng ta có một số người chấp nhận được. Nhưng nếu chúng ta chuyển sang chế độ ăn mà toàn bộ protein và lipid, tức là toàn bộ chúng ta ăn chất đạm, thịt cá đấy và mỡ, mà chúng ta bỏ qua cái thực phẩm cơ bản tức là tinh bột đi, thậm chí chúng ta bỏ qua rau, chúng ta bỏ qua hoa quả, thì cái điều đó cũng lại dẫn vào cái thái cực rất nguy hiểm. Thì những nghiên cứu ở Nhật người ta đưa ra thế này, người ta căn cứ vào cái tỷ lệ khẩu phần ăn về thực phẩm cơ bản tức là có tinh bột, là người ta đưa ra là mức thấp là dưới 40% của bữa ăn, mức cao là trên 70% của bữa ăn, còn mức trung bình là từ 40% đến 70%. Thì người ta thấy rằng nếu như ở mức dưới 40% và mức trên 70% ảnh hưởng tới sức khỏe rất nhiều và rút ngắn tuổi thọ đáng kể. Đấy là ở Nhật Bản họ nghiên cứu là dưới 40% tinh bột, chúng ta ăn bỏ đi cơm không ăn nữa, thì hoặc là chúng ta chỉ ăn cơm không thôi, thì cả hai cái thái cực đó, một thái cực dưới 40%, một thái cực trên 70%, thì nó đều rơi vào trạng thái là sức khỏe của chúng ta không tốt và chúng ta rất dễ bị bệnh tật và tuổi thọ của chúng ta sẽ bị rút ngắn. Còn ở cái trung gian ở giữa, tức là chúng ta thực phẩm cơ bản, lương thực cơ bản của chúng ta, tức là gạo, ngũ cốc, ngô khoai sắn, chúng ta ăn từ 40% cho đến 70% trong khẩu phần ăn, trong bữa ăn hàng ngày của chúng ta, thì đấy là cái nhóm tuổi thọ cao nhất, đấy là cái nhóm ít bệnh tật nhất. Đến bây giờ nghiên cứu là như vậy. Vậy tôi khuyến cáo mọi người là chúng ta không nên ở hai thái cực là ăn chay trường, không nên ở cái thái cực kia tức là ăn thịt không và bỏ hoàn toàn ngũ cốc tinh bột đi, mà chúng ta nên, đây là lời khuyên của tôi thôi, còn quý vị nghe hay không thì tùy, nhưng mà chúng ta nên duy trì trong bữa ăn của chúng ta, trong khẩu phần ăn của chúng ta có tinh bột từ 40% đến 70%. Đấy là hợp lý nhất và giảm bệnh tật nhất và tuổi thọ của chúng ta cao nhất, chúng ta có sức khỏe tốt nhất. Đấy, nên như thế. Thế còn thì một cái câu hỏi Khánh Lành đặt ra là có những người thậm chí là nhịn đói và chỉ có ăn hoa quả thôi thì có được hay không, và thậm chí người ta ép nước hoa quả để người ta uống thì như thế nào? Thì bây giờ tôi trả lời là như thế này. Đối với lại những người mà bỏ hết tất cả chế độ ăn uống đi, chỉ có ăn một loại thực phẩm mà không phải thiết yếu, không phải cơ bản mà thiết yếu, đó chính là hoa quả, thì hoa quả không có cái hàm lượng carbohydrate, tức là tinh bột, hàm lượng đường ở trong hoa quả nó thấp, nó không nhiều. Nó thấp thôi, nó không được nhiều lắm. Thứ hai nữa là cái đấy tạo ra năng lượng nhưng không được nhiều. Nhưng đặc biệt là protein không có. Thế rồi thì dầu mỡ không có trong hoa quả. Thế không có protein, không có dầu mỡ thì chúng ta thiếu đi các cái acid amin cơ bản. Cơ thể chúng ta cần 20 acid amin cơ bản. Thế thì chúng ta lấy từ đâu mà ra, đúng không ạ? Chúng ta không có thì cơ thể chúng ta sẽ rơi vào ốm yếu, rơi vào bệnh tật. Chúng ta ăn như vậy chúng ta sẽ thiếu một loạt những các cái vi chất là canxi, magie, phốt pho, thế rồi thì sắt, thế rồi kẽm, vân vân, tất cả những cái đó chúng ta bị thiếu thì cơ thể chúng ta sẽ cực kỳ ốm yếu. Vậy thì chúng ta chỉ ăn hoa quả không thì không được. Tiếp nữa là chúng ta lại ép ra để chúng ta uống nước, thì chúng ta phải nhớ rằng nếu chúng ta ép ra uống nước thì chúng ta chỉ được nước, được vitamin. Còn ngoài ra chúng ta mất đi chất xơ là cực kỳ quan trọng. Chúng ta mất đi một loạt những các cái carbon hydrate nó thuộc về tinh bột ở trong cái hoa quả đó, ít nhiều nó có, thì chúng ta đã bị mất đi rất nhiều.
Vậy nước ép hoa quả là cái hạn chế tối đa chúng ta không nên uống. Chúng ta nên ăn hoa quả tươi, chứ còn chúng ta ép ra chúng ta bị mất đi rất nhiều chất, mất đi rất nhiều những thành phần quan trọng như là tôi nói. Thế vậy thì một cái chuyện mà ăn mỗi hoa quả không thì không được. Tóm lại là trong cái câu hỏi của Khánh Lành này thì tôi muốn nói rằng là chế độ ăn của chúng ta dựa theo ba nguyên tắc là ăn uống. Đầu tiên là phải ăn đa dạng rất nhiều loại thực phẩm. Thứ hai là số lượng của chúng ta không nên ăn nhiều. Thứ ba là chúng ta phải cân đối chế độ dinh dưỡng đảm bảo khoa học. Và thứ tư là tiếp theo nữa là cái vấn đề là chúng ta tránh cái chuyện là ở hai thái cực là ăn chay trường hoặc là chúng ta ăn ở cái chế độ là toàn bộ thịt cá chứ chúng ta bỏ cái tinh bột, mà chúng ta nên duy trì cái khẩu phần ăn có tinh bột và chất xơ từ 40-70%. Đấy là cái mà khoa học nhất. Và chúng ta cũng tránh cái là chúng ta chỉ trông chờ vào mỗi hoa quả không thôi, thì cái điều đó là không, đều không tốt cả. Cái tốt nhất là chúng ta theo ba cái nguyên tắc cơ bản cộng với lại cái chế độ ăn mà có tinh bột từ 40-70%. Vâng, cảm ơn lý giải của bác sĩ Phúc ạ. Vâng, thưa quý vị, tôi nghĩ rằng rất nhiều người đã để ý đến chế độ ăn uống của mình nhiều hơn trong cuộc sống hiện đại ngày nay. Và sẽ có những người giống như tôi lên trên Google, lên trên mạng, lên trên các website của các bệnh viện hay là thậm chí vào trong các fanpage của nhiều rất là nhiều trang mà họ cho là uy tín đều hướng dẫn cách ăn uống làm thế nào cho khoa học và hợp lý. Thế nhưng mà nhiều bác sĩ và chuyên gia thì và những người ở trên các trang mạng xã hội thì khuyên rằng là nên ăn từng này tinh bột này, nên ăn từng này rau củ quả, thịt cá, và thực sự là cũng hơi khó nhớ vì là họ tính bằng gam. Vậy thì mỗi loại thực phẩm cũng như hoa quả ăn bao nhiêu mỗi ngày để cho chúng ta có thể dễ hình dung nhất ạ? Tôi đồng ý rằng là đây là một cái vấn đề khó nhất. Đúng không ạ? Bởi vì chúng ta cứ nói rằng ăn cân đối, ăn ít hay ăn nhiều, ăn thế nọ thế kia, nhưng mà cụ thể nó là bao nhiêu? Và chẳng ai xây dựng được cho mình một cái chế độ riêng. Tôi khẳng định là đến bây giờ mọi người xem cái chương trình này, cái số người mà xây dựng được cái chế độ ăn uống cho riêng mình, tôi cho rằng rất ít chứ không nhiều. Có thể nói cực kỳ ít. Thậm chí là có khi là chưa chắc đã có ai mà xây dựng được cái chế độ riêng như vậy. Thế vậy thì cụ thể chế độ ăn nó như thế nào? Thì như tôi vừa mới nói đó là chúng ta dựa vào 5 cái nhóm thực phẩm. Trong đó có một nhóm thực phẩm thiết yếu, đó chính là thực phẩm có tinh bột, có carbon, carbohydrate ấy, tức là có tinh bột, thì bao gồm có gạo, có ngũ cốc, ngô khoai sắn ấy, thì là đấy là một cái nhóm rất là quan trọng. Khoai thì bao gồm có, tôi nhắc là gồm có khoai tây này, có khoai lang này, thế rồi có sắn này, khoai mì, trong Nam gọi khoai mì thì tôi cũng xếp thôi gọi nó là khoai, còn đấy là sắn. Thế rồi thì khoai sọ này, thế rồi khoai môn vân vân, tất cả những cái loại khoai đó chúng ta đều xếp nó vào là nhóm thực phẩm thiết yếu, tức là thực phẩm cơ bản, đấy là nhóm số 1. Nhóm số 2 đó chính là rau, đúng không ạ? Nhóm thứ 3 là hoa quả, và nhóm thứ 4 là protein, và nhóm thứ 5 là dầu mỡ, và thêm nữa tức là các loại mắm muối, đúng không ạ? Thế thì thôi thì bây giờ chúng ta đi từng loại một để chúng ta xây dựng trong một cái khẩu phần ăn của một ngày thì chúng ta nên như thế nào để cho nó vừa phải. Trong các cái hướng dẫn thì cứ nói là chúng ta ăn bao nhiêu gam. Thế nhưng chúng ta nên nhớ rằng là cơ thể chúng ta thì tất cả bệnh từ miệng mà vào và họa từ miệng mà ra. Thế và có một cái câu gọi là tâm khai khiếu ra lưỡi, tức là nó có rất nhiều ý nghĩa, trong đó là từ trái tim và nó biểu hiện ra miệng của chúng ta. Chúng ta bị bệnh về tim thì môi của chúng ta sẽ thâm tím lại, chẳng hạn như vậy, nó trông rất rõ. Thế thì tâm khai khiếu ra lưỡi và nó biểu hiện ra bên ngoài. Và nó có một cái đặc điểm rất hay là mỗi một quả tim của một người nào đó thì nó tương đương với cái nắm đấm của người đó. Cái người nắm đấm này chúng ta nắm lại thì một quả tim của chúng ta cũng tương đương như vậy. Thì trong cái khẩu phần ăn, thay vì chúng ta nhớ phải ăn bao nhiêu gam, thì chúng ta hãy nhớ bằng nắm đấm của mình. Đấy là cái dễ nhất trong cái nắm đấm mà chúng ta so sánh các cái loại thực phẩm chúng ta ăn. Ở đây thì phải nói rằng đàn bà phụ nữ thì chúng ta ăn sẽ ít hơn so với lại đàn ông, đấy là một cái nguyên tắc rồi. Hoặc là không thì thôi tôi cứ xây dựng chung nó đi, theo một cái chung để chúng ta dễ hình dung. Chúng ta dựa vào 5 cái nhóm thực phẩm mà tôi phân tích để chúng ta xây dựng cái khẩu phần. Cái đầu tiên là chúng ta ăn cơm, ăn tinh bột, thì cái lượng tinh bột, cái lượng thực phẩm thiết yếu, cái lượng thực phẩm cơ bản chúng ta ăn một ngày là bao nhiêu. Đối với lại đàn ông
thì chúng ta nên ăn 5 nắm đấm. Và đối với lại phụ nữ thì chúng ta nên ăn 4 cái nắm đấm, ăn khoảng như thế. Đấy là nhiều, đấy là những người ăn khỏe, ăn nhiều ở cái độ tuổi thanh niên. Thế còn đối với lại cái tuổi bắt đầu trung niên, chứng chứng lại từ 30 tuổi trở xuống thì chúng ta giảm đi. Chúng ta giảm có thể là đối với lại đàn ông thì khoảng 4 nắm đấm và đối với phụ nữ thì khoảng 3 nắm đấm. Chúng ta ăn như vậy thì là nó vừa phải trong một ngày. Thế còn nếu như chúng ta ăn, chúng ta luôn luôn phải nhớ là chúng ta kiểm soát cân nặng. Nếu chúng ta ăn mà chúng ta thấy rằng cái số lượng như vậy thì chúng ta lại phải giảm bớt cái lượng của chúng ta đi. Nếu chúng ta xác định là tăng cân không phải là 1, 2, 3 ngày đâu. Nếu 2, 3 ngày chúng ta tăng cân hay giảm cân, đó chỉ là cái hiện tượng tăng về nước hoặc là giảm về nước. Chúng ta đừng tin vào cái con số đó, mà chúng ta phải cân trong một cái thời gian vài 3 tuần để chúng ta xem cái sự tăng cân đó hay cái sự giảm cân đó thực sự nó như thế nào. Thì tóm lại là thôi, tôi cứ lấy tiêu chuẩn là trung niên thì đàn ông quãng độ 4 nắm đấm về tinh bột và đàn bà 3 nắm đấm về tinh bột, thế là vừa. Và nó cũng phù hợp với lại cái nắm đấm này là cơm 3 bát áo 3 manh, đúng không ạ? Đói không xanh và rét cũng không chết. Cái câu đấy của hình như là của dân tộc Mường, đúng không ạ? Cái câu ca dao tục ngữ của dân tộc Mường, nhưng tôi cho rằng là cái câu đấy cực kỳ khoa học. Nếu như phân tích về mặt khoa học của nó, tại sao áo 3 manh là có tác dụng phòng bệnh rất tốt, rất hay và nâng cao hệ miễn dịch rất tốt. Nhưng thôi, đến chương trình khác chúng ta sẽ bàn. Nhưng cơm 3 bát một ngày, chúng ta ăn 3 bát, chúng ta đảm bảo rằng với cái thời đại ngày nay chúng ta có cơm 3 bát thì chúng ta sẽ không chết đói được, và không đói không xanh và rét thì cũng không chết được. Thế do vậy là với cái lượng đó thì chúng ta hình dung rằng nếu chúng ta ăn mà ngày hôm nay chúng ta ăn có ăn khoai chẳng hạn, thì một củ khoai nó to to gần bằng nắm đấm thì chúng ta sẽ giảm bớt cái lượng cơm đi. Đơn giản thế thôi. Cái tổng lượng tinh bột của chúng ta ăn nó vào cỡ độ đàn ông chúng ta lấy độ 4 nắm 3, đàn bà 3 nắm, thế là xong. Đấy là thứ nhất, chúng ta chia một ngày chúng ta có thể ăn 2 bữa, ngày có thể ăn 3 bữa, cái đấy tùy. Mỗi một người ăn bao nhiêu bữa thì tùy theo, nhưng mà chúng ta sẽ chia cái khẩu phần ăn của một ngày chúng ta ăn từng đấy. Chẳng hạn như bữa trưa chúng ta chót thấy nó ngon miệng quá, chúng ta ăn 3 bát cơm rồi, thì buổi tối chúng ta chỉ ăn 1 bát cơm, mỗi bát cơm chúng ta xới đúng bằng cái nắm đấm của chúng ta để cho nó vào, thế là được rồi. Thế chúng ta không nên ăn nhiều hơn. Thì đấy là thực phẩm thiết yếu. Trong cái thực phẩm thiết yếu, tôi lấy ví dụ như là đối với mì tôm chẳng hạn, thì chúng ta sẽ có cái hình dung cái nắm đấm nó rõ rồi. Nhưng mà bây giờ đối với lại cái mì sợi mà nó dài dài ấy chẳng hạn, bởi vì tôi thấy rằng có một số những cái nơi mà bà con hay ăn mì sợi, thì cái mì sợi đó thì chúng ta làm như này, cái động tác như này. Cái mì nó dài cỡ độ 20-25 cm, thì chúng ta nắm cái mì, chúng ta để cái ngón tay cái nó vào đúng cái chỗ này, thế và cái ngón trỏ nó vào đây, thì chúng ta cái lượng mì nó ở trong đúng này, từng này, thì mỗi một cái từng này mì nó sẽ tương đứng ứng với lại một cái nắm đấm của chúng ta. Đấy, tương ứng với một cái nắm đấm thì chúng ta ăn như thế là được. Đó là đối với thực phẩm thiết yếu, chúng ta nếu ăn như vậy thì chúng ta sẽ đảm bảo được từ 40% đến 70%, và chúng ta đảm bảo duy trì được cái sức khỏe chúng ta tốt. Ngay kể cả người tiểu đường cũng nên như thế. Và khi chúng ta ăn thì tất nhiên người tiểu đường sẽ giảm xuống tối thiểu, nhưng chúng ta biết cách ăn của người tiểu đường thì chúng ta vẫn ăn được cái lượng carbohydrate mà đảm bảo với sức khỏe của chúng ta. Thay vì chúng ta thiếu carbohydrate thì chúng ta sẽ, cơ thể sẽ rơi vào đuối sức, rơi vào mệt mỏi, rơi vào không suy nghĩ được, rơi vào căng thẳng, rơi vào đủ thứ, và chúng ta sẽ ảnh hưởng tới sức khỏe. Như là tôi nói, nếu ăn không đủ hoặc là ăn quá thừa thì chúng ta đều rơi vào là rất dễ bị bệnh tật, sức khỏe rất yếu, không làm được cái việc gì, và chúng ta cũng tuổi thọ chúng ta bị rút ngắn. Thế thì đấy là cái nhóm thứ nhất là thực phẩm thiết yếu, là chúng ta ăn như vậy. Thế còn cái nhóm thứ hai là nhóm rau xanh, gồm có rau củ quả. Thì chúng ta chú ý rằng là rau càng xanh thì càng có nhiều các cái vi chất như canxi, magie, đấy rồi sắt. Những rau càng xanh càng tốt. Thế và ăn đủ các loại màu. Ví dụ như màu đỏ nó có caroten chẳng hạn, màu vàng cũng có caroten nhiều, thì chúng ta ăn đầy đủ đa dạng các cái màu, từ màu trắng, màu xanh, màu đỏ, màu vàng, ăn càng nhiều màu càng tốt. Và chúng ta ăn thì về mặt số lượng thì rau thì nó sẽ đối với lại người lớn của chúng ta thì chúng ta ăn rau sẽ cỡ độ là đàn ông thì 4 nắm đấm, đàn ông 5 nắm đấm, đàn bà là 4 nắm đấm, cũng tương đương với lại cái thực phẩm tinh bột kia, thì chúng ta ăn vào khoảng như vậy. Và chúng ta nhớ rằng là cái nắm đấm ở đây không phải là chúng ta phải gọt vỏ đi rồi, chỉ còn mỗi cái phần mà chúng ta ăn tinh thôi, nhưng mà không phải là sống mà chúng ta sau khi nấu chín rồi,
sau khi nấu chín rồi nó còn từng đấy. Chứ còn nếu rau sống, một số người đặt vấn đề câu hỏi ở trong cái số trước ấy, là đấy là chín hay là sống, thì tôi trả lời luôn rằng là một ngày chúng ta ăn khoảng 5 nắm đấm này rau đã chín rồi, củ quả đã chín, chúng ta nên ăn như thế thì nó sẽ đảm bảo được cái sức khỏe. Thế và nữa cái rằng là đấy là cái thực phẩm thiết yếu là rau. Đến thứ ba đó là hoa quả. Thì hoa quả chúng ta giảm đi một nấc, là đàn ông chúng ta nhớ rằng rau và hoa quả thì ăn 9 và đàn bà thì là ăn 7. Vậy thì đàn ông thì sẽ ăn 4 nắm đấm về hoa quả, còn đàn bà thì sẽ ăn 3 nắm đấm về hoa quả. Và chúng ta cũng ăn đa dạng. Thế khi chúng ta ăn như vậy thì chúng ta phải chú ý là chúng ta chú ý xem rằng cái lượng đường huyết ở trong đó như thế nào, cái chỉ số đường huyết ở trong củ quả đấy, trong cái hoa quả đó. Thế chúng ta tránh ăn để làm sao cho cái lượng đường huyết của chúng ta tăng lên đột biến và chúng ta bị tiểu đường, thì cái điều đó chúng ta nên tránh. Thế thì với cái số lượng hoa quả thì tôi nói như vậy là chúng ta ăn, đàn ông thì 4 nắm đấm, đàn bà thì 3 nắm đấm của mình. Và chúng ta chú ý rằng là cố gắng là ăn hoa quả tươi, chứ chúng ta đừng có đem ép nước đi uống. Thế còn một số những các cái người, ví dụ như là chúng ta ăn hoa quả vào buổi sáng hay ăn lúc đói, một số những cái người sẽ rơi vào trạng thái kích thích, nó sẽ cồn ruột, sẽ không chịu được, sẽ gây ra các cái rối loạn về tiêu hóa. Thì tôi bày cho các bạn một cái mẹo, đó chính là đem luộc nó lên, ăn hoa quả luộc, vị chuối luộc này, ví dụ các cái loại sản phẩm mà chúng ta luộc nó lên thì ăn đều tốt. Cố gắng chúng ta ăn sống, nhưng mà ăn tươi, ăn sống là tốt nhất. Thế còn nếu không ăn được, chúng ta dễ bị kích thích, bởi vì trong đó nó có những cái thành phần talanh, có một số những cái acid mà nó giữ nguyên bản chất của nó, thì sẽ gây ra kích ứng dạ dày, kích ứng đường tiêu hóa của chúng ta. Thì chúng ta có thể nấu chín nó đi để chúng ta ăn đều được cả. Đấy, thế thì nhưng mà khi nấu chín thì chúng ta lại chú ý rằng là ăn hoa quả mà nấu chín thì rất dễ tăng đường huyết. Thế do vậy là chúng ta phải cẩn thận trong cái chuyện là ăn mà đường huyết nó tăng. Mà muốn như vậy chúng ta chia nhỏ ra ăn nhiều bữa trong ngày. Đấy, chia nhỏ nó ra, chúng ta ăn bữa này bữa khác. Thế thì cái chuyện ăn hoa quả chúng ta sẽ nói một cái số về ăn hoa quả riêng. Khi nào ăn lúc đói, khi nào ăn lúc no. Ví dụ người tiểu đường thì không nên ăn vào buổi sáng, không nên ăn hoa quả sau bữa ăn và trước bữa ăn. Mà người tiểu đường thì ăn vào lúc đói, vào cái lúc mà chiều tối ngang chiều, thì chúng ta ăn hoa quả vào cái thời điểm đấy, ví dụ như vậy. Thì sẽ có một cái số riêng để nói về hoa quả. Tiếp theo nữa là đến cái protein. Đến cái protein thì bao gồm có thịt này, có cá này, hải sản này. Thịt thì gồm thịt lợn, thịt bò, thịt trâu, thịt gia cầm, đúng không ạ? Thế rồi hải sản, thế rồi trứng chẳng hạn. Thì chúng ta sẽ ăn như thế nào? Chúng ta thấy tất cả những loại đấy, chúng ta sẽ hình dung rằng chúng ta ăn bằng hai cái lòng bàn tay trong một ngày. Ví dụ như ngày hôm nay chúng ta ăn bữa trưa ăn thịt lợn, bữa tối ăn cá chẳng hạn, thì thịt lợn bữa trưa chúng ta sẽ ăn bằng cái lòng bàn tay cắt đúng tương đương với lại cái lòng bàn tay này. Bữa tối chúng ta cũng ăn tương đương với cái lòng bàn tay này. Thế nếu như chúng ta ăn cái khác vào, ví dụ chúng ta ăn một quả trứng thì nó bằng cỡ độ một nửa cái nắm đấm này, đúng không ạ? Một nửa nắm đấm quả trứng gà, 5 quả trứng cút đến 6 quả trứng cút thì bằng một quả trứng gà. Chúng ta cứ hình dung thế, thì một quả trứng gà nó bằng độ một nửa nắm đấm, chỉ nắm trong lòng bàn tay thôi. Thì lúc đó chúng ta sẽ giảm đi một nửa cái lượng thịt hoặc cá. Thế thì chúng ta cứ thế mà chúng ta tính thôi. Chúng ta ăn hải sản chúng ta cũng tính là bằng cái lòng bàn tay này. Còn tất nhiên là có những bữa liên hoan chúng ta vui vẻ, chúng ta ăn nhiều lên, vì đấy là cái khoái khẩu, đấy là sở thích. Còn đây tôi đang nói là chúng ta ăn kéo dài nhiều ngày, để chúng ta duy trì là khẩu phần ăn của chúng ta khoa học, thì chúng ta ăn như thế. Còn đi liên hoan thì Khánh Lành có mời tôi ăn, thì đương nhiên cũng mong muốn tôi ăn nhiều để Khánh Lành vui, thì thôi, thỉnh thoảng có một bữa cũng không sao cả, không có vấn đề gì. Chúng ta ăn nhiều một chút thì những bữa sau chúng ta giảm đi một chút thì cũng không vấn đề gì. Nhưng mà trong cái khẩu phần ăn hàng ngày của chúng ta đều đặn, thì tổng số thịt cá để có protein, có các chất, thì chúng ta chỉ ăn bằng hai lòng bàn tay trong một ngày. Đó là vừa. Tiếp theo đến cái nhóm nữa, đó là cái nhóm mà dầu mỡ. Nhóm dầu mỡ thì tôi cứ quy ra dầu đi. Tôi quy ra dầu thì là ví dụ như mỡ, dầu rán các thứ, thì chúng ta chỉ ăn bằng mỗi một người không quá 3 thìa cà phê. Mỗi một thìa cà phê nó tương đương với lại một cái nắp của chai bia. Chúng ta cứ hình dung nắp chai bia cũng tương đương với lại một thìa cà phê, và chúng ta cứ đong như vậy để chúng ta biết. Vậy trong gia đình có 4 người chẳng hạn, bố mẹ và hai đứa con cũng 14-15 tuổi rồi, thì chúng ta nhân lên là 4-3-12. Thì vậy thì lượng dầu mỡ mà chúng ta cho vào đồ chiên rán các thứ này khác đừng bao giờ quá 4-3-12, là 12 thìa cà phê. Nếu như vượt quá như thế chúng ta đã vượt mất tiêu chuẩn rồi. Đó chính là dầu mỡ. Thế còn ngoài ra thì một số những các cái loại hạt, ví dụ như là đậu tương chẳng hạn, thì chúng ta khum khum vào lòng bàn tay.
thì chúng ta sẽ ăn ở trong cái lòng bàn tay này. Nó vào cỡ độ 10 cho đến 20 gram, dưới như vậy thì nó chỉ khum khum ở trong cái lòng bàn tay là vừa. Còn tất nhiên là có những bữa chúng ta thích ăn đậu phụ, chúng ta ăn nhiều lên thì chúng ta sẽ giảm các cái chất kia xuống. Thế còn đây tôi đang nói là ăn hàng ngày, có những người mà bây giờ họ chuẩn bị các loại hạt trong nhà, nhất là những người béo phì, nhất là những người tiểu đường, họ ăn nhiều hạt. Thì cái lượng hạt ăn một ngày, ví dụ đậu tương là như vậy. Thế rồi những các cái hạt, ví dụ hạt lạc cũng chỉ ăn trong lòng bàn tay. Hạt, những các cái hạt khác, từ những cái gì đấy, một loạt những cái hạt mà người ta bán trên thị trường bây giờ rất nhiều, óc chó rồi thì gì gì đấy, thì chúng ta cũng chỉ ăn trong cái phạm vi như vậy thôi. Còn tất nhiên là có những lúc mà chúng ta khoái khẩu, chúng ta ăn nhiều thì chúng ta giảm bớt những cái chất khác. Thì đó là loại hạt. Thế còn muối thì chúng ta không quá 5 gram một người một ngày. Thì cái lượng muối đó thì chúng ta chỉ ăn bằng một cái nắp của chai bia hoặc là một thìa cà phê muối một người trong một ngày. Và tốt nhất thì như tôi đã nói trong cái số magie canxi thì chúng ta nên ăn muối biển, muối thô chưa qua tinh chế, để chúng ta đảm bảo cái hàm lượng magie ở trong muối nó cao thì sẽ tốt hơn nhiều so với lại là chúng ta ăn cái muối mà đã trắng tinh ra rồi thì nó sẽ không tốt. Thế thì đấy là cái mà xây dựng cái khẩu phần ăn một ngày của chúng ta. Thì quý vị lưu tâm ghi nhớ nó ra như vậy thì chúng ta, tôi cho rằng là chúng ta sẽ xây dựng được cái khẩu phần ăn rất cân đối. Và nếu như chúng ta ăn, chúng ta theo dõi một thời gian mà thấy chúng ta cân nó tụt xuống thì chúng ta sẽ ăn tăng lên một chút. Nếu chúng ta ăn mà chúng ta lại thấy rằng cân nó tăng lên thì chúng ta lại giảm đi. Chúng ta giảm đến bao giờ mà chúng ta giữ được cái cân nặng đó thì con người chúng ta sẽ khỏe mạnh, sẽ tránh xa được các cái loại bệnh tật và chúng ta gần như không phải đến với lại bác sĩ. Chúng ta không lo bị mỡ máu, không lo bị tiểu đường, không lo bị tăng huyết áp. Đấy là cái khẩu phần dinh dưỡng từ trẻ cho đến già mà rất là hợp lý, rất là tốt. Thì tôi chỉ nói với lại quý vị và các bạn, chúng ta dùng cái bàn tay của chúng ta để chúng ta ước lượng những cái ăn hàng ngày, và rất dễ chứ không cần phải đem lên cân đong đo đếm làm cái gì cho nó mệt người hết cả. Thế thì rất mong rằng quý vị các bạn sau khi nghe cái này đã biết rằng là tự xây dựng được cái khẩu phần ăn cho mình. Cũng giống như bác sĩ Phúc phân tích ạ, đó là ngũ cốc là thực phẩm thiết yếu đúng không ạ? Để không bị tiểu đường hay béo phì thì quan trọng là cách chúng ta ăn như thế nào. Vậy có bao giờ quý vị đặt câu hỏi rằng là vẫn là hai lạng gạo, nhưng người khỏe mạnh chúng ta thì mua gạo trắng về để nấu cơm ăn, nhưng mà người ốm thì lại dùng hai lạng gạo đó để nấu thành cháo. Còn có những người mà bị tiểu đường hay béo phì thì bác sĩ lại khuyên không nên ăn cháo, mà cũng không nên ăn cơm mà lại ăn gạo lứt nguyên hạt, ăn cơm từ gạo lứt nguyên hạt ạ. Chẳng phải vẫn là hai cái lạng gạo đúng không ạ? Với những người là bị tiểu đường thì hầu hết đều có chung trải nghiệm là có sự chênh lệch khá lớn lượng đường máu sau khi ăn cơm hay là ăn cháo. Để giải thích vấn đề này thì bác sĩ Phúc cũng đã sử dụng hai khái niệm, đó là chỉ số đường huyết GI và tải lượng đường huyết GL, được cho là chìa khóa để lựa chọn đồ ăn, thức uống và đảm bảo an toàn cho sức khỏe, thưa quý vị. Và tôi cũng đã thử tra Google trên các website của bệnh viện lớn về chỉ số đường huyết GI, cũng xin trích nguyên văn như sau. Chỉ số đường huyết, viết tắt là GI, Glycemic Index, là chỉ số phản ánh tốc độ làm tăng đường huyết nhanh hay chậm sau khi ăn các thực phẩm giàu chất bột đường vào trong cơ thể. Và chỉ số GI của một thực phẩm sẽ được đánh giá ở 3 mức độ: thấp, trung bình hoặc là cao. Những thực phẩm có chỉ số GI cao thường là các thực phẩm có chứa các loại đường glucose hấp thu nhanh. Điều đó có nghĩa là sau khi ăn các loại thực phẩm này thì mức đường glucose trong máu sẽ tăng vọt lên rất nhanh, nhưng mà cũng giảm rất nhanh sau đó. Thực phẩm có chỉ số GI thấp thì sau khi ăn vào thì mức đường huyết được tăng lên từ từ và đều đặn, sau đó thì giảm xuống một cách chậm rãi, giúp giữ được nguồn năng lượng ổn định và có lợi hơn cho sức khỏe và trí não. Cái phần này thì bác sĩ Phúc cũng đã có phân tích một vài lần trong số về tiểu đường. Quả thực là cũng hơi khó hiểu nếu mà những cái người nào mà không quen đọc về chỉ số GI cũng như là chỉ số GL, và khi đã không hiểu thì thật khó là để áp dụng một cách hiệu quả. Và
Với tiêu chí của kênh bác sĩ Trần Văn Phúc Official thì chúng tôi hy vọng rằng là tất cả những kiến thức mà chúng tôi truyền tải đến quý vị, dù ở người xem ở độ tuổi như thế nào, thì vẫn có thể hiểu được một cách dễ hiểu nhất và dễ thực hành nhất ạ. Hai khái niệm này dù tôi đã trích dẫn nguyên văn ở trong những tài liệu y khoa mà tôi cho là uy tín, nhưng vẫn mong bác sĩ có thể giải thích giúp là chỉ số đường huyết GI và tải lượng đường huyết GL có thể hiểu một cách dễ hiểu như thế nào ạ? Bây giờ tôi đã đặt câu hỏi với Khánh Lành là sau khi Khánh Lành đọc những cái tài liệu uy tín thì có hiểu không đã? Thực ra là tôi cũng chưa thật sự hiểu lắm về chỉ số đường huyết. Chưa thực sự hiểu hay là chưa hiểu? Có thể dùng từ là chưa hiểu. Hoặc là mình cũng đã đọc rồi, tìm hiểu rồi, nhưng mà thực sự là nó cũng hơi khó áp dụng. Mình cũng thấy là bên cạnh các thực phẩm thì người ta có mở ngoặc cái chỉ số đường huyết đó, nhưng mà ăn như thế nào và cái này thì nó có vận hành theo một cơ chế ra làm sao thì tôi nghĩ rằng là tôi vẫn chưa hiểu. Phải công nhận rằng là tôi cũng đã làm cái test thử khá nhiều người, nhưng mà khi cho họ đọc họ không thể nào hiểu được. Chắc chắn không, rất khó để mà hiểu cái chỉ số GI rồi GL nó là gì. GI là chỉ số đường huyết của một loại thực phẩm, GL là cái tải lượng đường huyết của cái một loại thực phẩm. Và hai cái chỉ số GI và GL là cái chìa khóa để quyết định chúng ta ăn uống mà không gây ra bệnh tiểu đường, không gây mỡ máu, không gây tăng huyết áp. Nó là cái chìa khóa nếu chúng ta hiểu được. Và có những người bị tiểu đường, người ta cực đoan đến nỗi không dám ăn một tí tinh bột nào nữa, và người ta rơi vào trạng thái là cơ thể họ không có đường, nó rất ốm yếu. Đường cực kỳ quan trọng với cơ thể và đường cực kỳ quan trọng với lại người bị tiểu đường. Nhưng chúng ta bây giờ kiêng tuyệt đối rồi, chúng ta tránh, không dám ăn tinh bột nữa, thì rõ ràng rằng chúng ta lại không ăn đường nữa, thì lúc ấy người bị tiểu đường rất kinh khủng. Nhưng ngược lại, như lúc ấy tôi giải thích rằng nếu chúng ta ăn một cách khoa học thì người tiểu đường vẫn ăn được 3 nắm cơm, thậm chí 4 nắm cơm một ngày, chẳng sao cả. Thế vậy thì tại sao bác sĩ lại khuyên rằng người tiểu đường này thì không nên ăn cháo, người tiểu đường này thì nên ăn gạo lứt, nên ăn những các cái ngũ cốc nguyên hạt? Tại sao lại khuyên như vậy? Thì cái cơ sở của nó chính là cái chỉ số đường huyết GI và cái tải lượng đường huyết GL. Cái này hiểu nó rất là khó. Thế thành ra là tôi có nói với Khánh Lành rằng khán giả phê bình chúng tôi rất là đúng, là từ xưa tới nay chỉ mỗi nói mồm không thôi, chứ còn không có cái gì minh họa, dẫn tới là mọi người xem chương trình rất khó hiểu và rất khó nhớ. Thế chính vì như thế mà hôm nay Khánh Lành có tài trợ mua một cái bảng. Khánh Lành có nói với tôi là hơn 700.000 đúng không ạ? Và kỳ công trở đến đây tài trợ một cái bảng cho chương trình. Và tôi cũng đã nhờ Khánh Lành là vẽ lại cho cái đường của cái chỉ số đầu tiên là cái chỉ số GI. Chúng ta hiểu đơn giản nó thế này, cái chỉ số GI đây là nó có hai cái đường. Một cái đường chuẩn là cái đường mà tôi vẽ màu đỏ này. Đấy. Và một cái đường mà có màu đen này là hai cái đường mà đi chúng tôi vẽ. Trên đây nó có hai cái trục tọa độ. Cái trục tọa độ thứ nhất đây là cái chỉ số GI. Thì cái chỉ số GI là trục tung. Trục hoành là tính theo thời gian. Thời gian là có thời gian 1 giờ và thời gian là 2 giờ. Đấy là tôi giải thích sơ qua là như vậy. Thế thì chỉ số GI được hiểu là gì? Là người ta so sánh giữa cái đen này với cái đỏ này. So sánh cái gì của cái đen và cái đỏ? Cái đỏ này là giả sử cho một người uống 50g đường gluco. Cho một người uống 50g đường gluco nhé. Tức gluco sau khi hòa vào nước cho người ta uống. Thế cho người ta uống và lúc đó sẽ vẽ cái đồ thị đường huyết ở trong máu ấy. Vẽ cái đồ thị đường huyết ở trong máu từ 0 giờ cho đến 1 giờ cho đến 2 giờ. Đến 2 giờ thì dừng lại. Thông thường là chúng ta lấy đến 2 giờ, còn sau 2 giờ là thôi. Thì người ta vẽ cái đường đồ thị có màu đỏ này. Đây được gọi là cái đường chuẩn. Đường này được gọi là cái toàn bộ cái khu vực này được gọi là 100%, và người ta tính diện tích của cái khu vực này. Tính diện tích khu vực này từ cái trục tung này đi theo cái đường này. Nó gọi là một cái đường cong giới hạn bởi trục tung, giới hạn bởi trục hoành, giới hạn đây và cái đường trên này. Thì người ta tính cái diện tích ở trong này. Mà muốn tính diện tích thì thế hệ chúng tôi không được học tích phân thì không biết. Nhưng mà thế hệ Khánh Lành thì được học tích phân rồi. Diện tích của đường này nếu ta gọi đây là một cái hàm GT tính theo thời gian. G là gluco, đúng không ạ? Và tính theo thời gian T thì cái diện tích của nó là tích phân lấy từ 0 cho đến 2 giờ. Nếu ta chọn giờ đi, còn chọn phút, chọn giây thì ví dụ chọn phút là 120 thì từ 0 đến 120 phút. Hiểu nôm na là như thế. Thế của cái hàm GT, tức là hàm GT là hàm này.
hoặc là hàm trên này. Thì nếu tính ra như vậy nó sẽ ra cái chỉ số GI. Thì cái chỉ số GI của đường này người ta coi cái phần diện tích này, tức là chặn từ 0 cho đến 2, tích phân của hàm GT này thì ra cái GI. Thì cái GI này ở mọi thời điểm người ta đều coi nó, tổng cái diện tích đấy người ta coi nó là 100. Người ta coi nó là 100. Thế vậy thì tất cả các đồ ăn thức uống mà vượt qua cái gluco thì có nghĩa là nó lớn hơn 100. Còn nếu nhỏ hơn cái gluco này, tức là nhỏ hơn cái đường đỏ này thì nó là nhỏ hơn 100. Tức là cái diện tích nó nhỏ hơn 100. Chúng ta hiểu như thế thôi. Thế vậy thì giả sử đây là cái diện tích của gluco là toàn bộ phần đỏ nó ra được GI. Bây giờ giả sử như chúng ta ăn gạo chẳng hạn, ăn cơm chẳng hạn. Chúng ta ăn cơm thì nó sẽ ra cái đường hàm của cái đường màu đen này. Và chúng ta cũng lại tính diện tích như thế này. Thì bây giờ chúng ta sau khi mà chúng ta ăn cơm thì nó sẽ có, nếu ăn gạo lứt thì chúng ta sẽ được cái chỉ số GI của gạo lứt là nó bằng 53. Chỉ số GI bằng 53. Đấy là của gạo lứt. Tức là cái gạo mà vẫn còn nguyên cám, chưa sát. Thế còn nếu như cái gạo mà chúng ta sát trắng đi rồi, chúng ta sát bóc hết vỏ đi rồi, chúng ta nấu cơm, và lúc ấy nấu cơm khô khô một chút thì cái GI lúc ấy nó lên vào cỡ độ 75. Đấy là cái GI của cơm. Đây gạo lứt này. Đây là cơm. Thế còn cháo thì cái GI của nó lên tới là 95. Cháo là cái GI lên tới 95. Chúng ta thấy rằng là GI nó thay đổi khác hẳn chưa? Rõ ràng rằng cái GI là 53 khác với 75 và khác với 95. Đấy là tôi lấy ví dụ là như vậy. Thế thì ở đây người ta đưa ra cái chỉ số GI. Nếu như chỉ số GI mà dưới 55 thì gọi là GI thấp. Đại đa số các quốc gia chọn dưới 55, còn những cái quốc gia mà chế độ ăn ngặt nghèo người ta chọn con số 40. Và tôi rất thích chọn con số 40, tôi không thích chọn con số 55. Tôi thích chọn con số 40 hơn, nhưng mà thôi, nó cũng trùng với lại các quốc gia. Ví dụ như Nhật Bản là chọn con số 40 đấy. Chứ còn Trung Quốc rồi một số các cái quốc gia Đông Á là người ta chọn con số 55. Thì tôi chọn là các con số ở các cái quốc gia mà chung chung. Là nếu như thức ăn mà có GI mà dưới 55 thì được gọi là thực phẩm dưới 55 thì gọi là GI thấp. Tôi lấy ví dụ như là dưa chuột thì chỉ có 24 thôi. Dưa chuột là GI 24, tức là rất thấp. Cái tốc độ để mà nó đường huyết để nó tăng trong máu là rất thấp. Đường huyết mà sau khi ăn vào của dưa chuột nó lên rất từ từ, rất thấp như thế này thôi, nó không tăng cao vọt lên như là cái gluco nó tăng vọt lên như thế này. Thì chúng ta hình dung rằng khi uống gluco vào, 50g gluco ngay lập tức đường trong máu nó tăng, và nó sẽ gây ra, cứ nhiều ngày như thế chúng ta sẽ gây ra tiểu đường. Chúng ta hình dung như thế. Vậy thì chúng ta, nếu chúng ta ăn dưa chuột nó chỉ thấp xuống dưới này, ăn cơm thì chúng ta giảm đi được một chút thì xuống như thế này, ví dụ như thế. Thế nhưng chúng ta ăn gạo lứt thì nó lại xuống thấp xuống một chút như thế này. Chúng ta ăn cháo này cao hơn một chút. Vậy chúng ta đã thấy rằng là nếu ăn cháo thì cái tốc độ tăng đường trong máu nó tăng cực kỳ nhanh, lên tới gần bằng gluco mất rồi. Cho nên ngày xưa các cụ nói là ăn một bát cháo chạy 3 quãng đồng. Tức là vừa mới ăn cháo xong cái chạy được 3 quãng đồng cái đã đói luôn rồi, đúng không ạ? Hoặc là ăn cháo xong, ngày xưa các cụ ăn cháo vừa ăn xong cái thôi là đứng dậy cái đã đói bụng ngay rồi. Thế cho nên là thời ngày xưa ăn là người ta phải cố gắng là ăn ngô, phải ăn ngô vỏ. Tôi nhớ rằng những năm mà tôi đi thi học sinh giỏi, lên đi thi đến cấp thành phố rồi, mẹ tôi mới cho ăn bát ngô đãi vôi, ngô hầm đãi vôi. Tức là bỏ đi cái lớp vỏ rồi là ăn rất ngon. Thế còn lại thì toàn bộ phải ăn ngô vỏ, và ngô đấy ninh không được nhừ. Chứ còn nếu ninh nhừ quá thì là ăn tiêu rất nhanh đói. Thế thành ra phải ăn ngô không ninh nhừ thì nó sẽ tồn tại lâu ở trong dạ dày, không hấp thụ được. Nó không hấp thu được thì nó hấp thu rất chậm, thì cái đường huyết nó tăng sẽ chậm lên. Còn chúng ta càng chế biến càng ninh nhừ bao nhiêu, càng xay sát nhỏ nó bao nhiêu, càng nấu kỹ bao nhiêu, thì dẫn tới là chúng ta càng dễ hấp thu, và hấp thu như vậy thì đường huyết nó sẽ tăng lên rất nhiều. Cho nên tôi mới nói rằng là một người vẫn có thể ăn được 4 nắm cơm, vẫn ăn được 4 nắm cơm, nhưng mà chúng ta thay vì ăn cháo, chúng ta thay vì ăn cơm này chúng ta ăn bằng gạo lứt, đúng không ạ? Chúng ta ăn bằng ngô khoai sắn, chúng ta ăn bằng ngô nguyên hạt, chúng ta ăn bằng các cái ngũ cốc nguyên hạt, thì cái sự phân hủy để nó thành đường, tốc độ đường của nó sẽ thấp và nó sẽ chậm, cái GI của nó sẽ chậm đi. Đấy là cái lý do mà GI dưới 55 thì được coi là thấp. GI từ 55 cho đến 70 thì gọi là trung bình, tức là vẫn còn an toàn nhưng trung bình. Nhưng GI cao lên tới 70 thì là nguy hiểm rồi. Đấy, thế thành ra là chúng ta phải rất cẩn thận với lại người bị tiểu đường,
với GI mà 75 mà chúng ta ăn nhiều cơm một chút thôi thì ngay lập tức chúng ta sẽ bị đường huyết tăng và chúng ta sẽ rơi vào trạng thái rất nguy hiểm. Chúng ta phải cố gắng khống chế đường huyết đối với người tiểu đường. Thì thay vì chúng ta ăn cơm, chúng ta phải tránh ăn cháo. Càng cháo xay bột bao nhiêu chúng ta lại càng phải tránh bấy nhiêu. Chứ còn tất cả các cái người mà đi làm cháo từ thiện hoặc nấu cháo bên ngoài bây giờ cứ càng ngày càng nấu xay bột nó ra để nấu. Đấy là những cái người ta không hiểu về dinh dưỡng. Cái hiểu về dinh dưỡng của chúng ta kém. Còn đã nấu cháo, nấu nguyên hạt, cố gắng đừng nấu nó kỹ quá. Thế và đối với người tiểu đường thì tránh ăn cháo, chính ăn cơm bằng những cái gạo mà sát kỹ quá. Mà chúng ta nấu nguyên hạt thì vào nó còn cái lớp vỏ cám bên ngoài, còn rất nhiều những cái chất xơ như vậy thì chúng ta sẽ rất khó để mà hấp thụ đường, rất khó để mà tiêu hóa, thì cái thời gian nó tiêu hóa sẽ lâu hơn, thì cái tải lượng đường nó luôn luôn thấp thì nó sẽ không gây đột biến tăng đường huyết nhiều ở trong máu. Thế do vậy là chúng ta chọn, đầu tiên chọn thực phẩm thì chúng ta cứ lên Google chúng ta tra. Chúng ta lên Google ví dụ như là chúng ta tra các cái loại hoa quả thì chỉ số đường huyết là bao nhiêu. Thì chúng ta sẽ biết rằng là nếu chỉ số đường huyết hoa quả mà dưới 50, còn tôi khuyến khích là dưới 40 nha. Khuyến khích tất cả mọi người là dưới 40 thì chúng ta sẽ thấy an toàn. Chúng ta tra chỉ số đường huyết của các loại thịt cá thì chủ yếu là dưới 25. Chủ yếu dưới 25, vậy thì chúng ta ăn thịt cá, tại sao bác sĩ lại khuyên rằng là ăn giảm cơm đi và ăn tăng thịt cá lên? Các bác sĩ giải thích như thế là vì chúng ta ăn giảm cơm đi thì chúng ta đỡ tăng cái đường huyết này. Chúng ta ăn tăng thịt cá lên thì thịt cá GI chỉ có dưới 25 thôi, thì chúng ta cái tải lượng, cái tăng đường huyết, cái chỉ số đường huyết tăng trong máu rất chậm. Thì chúng ta có bổ sung được năng lượng nhưng chúng ta tăng chậm. Một số người lại hiểu sai là bỏ hẳn cơm đi hoàn toàn. Đấy là cái sai lầm của chúng ta. Chúng ta không đủ tinh bột, chúng ta không đủ chất xơ, chúng ta sẽ gây ra một loạt những cái rối loạn khác. Tôi lấy ví dụ như là cái hệ tiêu hóa của chúng ta đang quen với chất xơ rồi, cái đường tiêu hóa, cái vi khuẩn của chúng ta quen chất xơ với tinh bột. Bây giờ chúng ta không ăn nữa thì các cái vi khuẩn trong đường ruột nó bị rối loạn. Rối loạn chúng ta sẽ bị táo bón, rối loạn chúng ta sẽ bị ruột kích thích. Thế rồi rối loạn thì nó sẽ tiết ra những cái vi khuẩn, nó sẽ tổng hợp cái một cái loại gọi là cholesterol, cái một cái cholesterol tức là VLDL đấy, mà trong cái số về mỡ máu chúng tôi nói về cái VLDL, thì nó sẽ làm ảnh hưởng tới, nó sẽ tăng tiết những các cái loại cholesterol đó. Thì cái cholesterol đó nó dẫn những các cái cholesterol dẫn mỡ, dẫn các cái triglycerides đi vào cơ thể rất nhiều. Từ đó nó sẽ dẫn tới hiện tượng chúng ta ăn, có thể ăn chay trường hoặc chúng ta kiêng không ăn chay, chúng ta bỏ hết hoàn toàn những cái thực phẩm kia đi, thì tự dưng là chúng ta bị rối loạn cái vi khuẩn đường ruột, chúng ta cũng lại gây ra cái tình trạng mỡ máu tăng. Chúng ta vẫn gây ra tình trạng gan nhiễm mỡ. Không ăn mỡ, không ăn đạm nhưng mà chúng ta vẫn bị gan nhiễm mỡ rất nặng, chúng ta vẫn bị mỡ máu rất tăng là vì như thế. Thế thành ra là chúng ta phải chọn cái giải pháp là ăn an toàn. Muốn ăn an toàn thì chúng ta phải chọn cái GI thấp để chúng ta ăn. GI thấp để chúng ta ăn rồi nhưng mà hoàn toàn người bị tiểu đường vẫn ăn được GI cao. Thì tôi sẽ nói tiếp về cái chuyện là người tiểu đường ăn GI cao về sau. Nhưng mà tóm lại là tôi đã giải thích cho Khánh Lành cái câu mà Khánh Lành bảo vẫn cùng thì hai lượng lạng gạo, đúng không ạ? Nhưng mà tại sao có người thì khuyên ăn cháo, có người khuyên ăn cơm, có người thì ăn gạo lứt, là đây chính là cái mà chúng ta hiểu về cái cơ chế của GI để chúng ta chọn. Và chúng ta thành lập một cái thói quen luôn luôn tra. Nếu GI mà trên 70 thì chúng ta phải cẩn thận, GI mà dưới 55 thì chúng ta yên tâm, chúng ta ăn được nhiều. Còn nếu GI dưới 40 như tôi nói thì chúng ta rất yên tâm luôn. GI mà dưới 30 này càng yên tâm nữa. Còn cái khoảng từ 55 cho đến 70 thì chúng ta cũng phải cân nhắc một chút khi mà chúng ta ăn. Tiếp theo là bây giờ tôi lấy ví dụ như là dưa hấu. Chúng ta tra GI thì nó sẽ vào khoảng độ 72. Đấy, cái loại dưa hấu nhạt nhạt, tôi chưa nói là dưa hấu ngọt, dưa hấu trung bình nhạt nhạt thôi, là cái chỉ số GI là nó khoảng 72. Dưa hấu mà ở trong khu vực thành phố Hồ Chí Minh, trong Sài Gòn, trong miền Nam ấy, mà chúng ta trồng ở Nam Bộ ấy, là cái GI chỉ số khá cao. Thế còn những cái dưa hấu mà trồng ở khu vực phía Bắc này, trồng ở những cái nơi đất lạnh, ví dụ dưa hấu của Trung Quốc bây giờ bắt đầu là người ta cải tạo rồi, nó khác. Thế nhưng mà cái dưa hấu đó là cái chỉ số GI nó thấp hơn, nó sẽ thấp hơn. Thế thì tôi cứ chọn là cái GI thấp, là dưa hấu GI thấp là 72. 72 rõ ràng là ở cái GI nguy cơ rồi, đúng không ạ? GI nguy cơ rồi. Thế nhưng mà nếu chúng ta thấy GI 72, cái người bị tiểu đường không ăn dưa hấu thì cái đấy là sai, không đúng, không phải. Chúng ta hình dung rằng nếu như GI bằng 70, GI bằng 70 mà cái người đó chỉ ăn 100 gram dưa hấu, tức là ăn một lạng dưa hấu thôi, thì một lạng dưa hấu có 6 gram đường.
6 gram đường thì cái lượng đường huyết gần như tăng không đáng kể. Chúng ta xét nghiệm, chúng ta ăn xong một lạng dưa hấu, chúng ta đi xét nghiệm đường huyết, thấy cái sự chênh lệch đường huyết không đáng kể. Thế thì chúng ta ăn một lạng dưa hấu chúng ta không sợ, đúng không ạ? Thế nhưng mà nếu như mà chúng ta ăn chẳng hạn nửa cân dưa hấu, từ một lạng dưa hấu lên đến nửa cân dưa hấu một lạng thì nó chỉ cỡ độ bằng hơn một lòng bàn tay này chút thôi. Nửa cân dưa hấu là có khi đến nửa quả dưa hấu mà rồi, đúng không ạ? Chúng ta ăn cái lõi ấy, chứ còn không nói là vỏ chúng ta bỏ đi rồi đem cân. Chúng ta ăn nửa cân dưa hấu thì 5 lạng nhân với lại 6 là 30 gram. 30 gram gluco mà nó hấp thụ vào thì chúng ta thấy kinh khủng chưa? 30 gram thì lúc đấy đường huyết của chúng ta sẽ tăng vọt lên. Vậy với cái GI tăng này thì chúng ta ăn giảm cái số lượng xuống. Với GI thấp thì chúng ta có thể ăn tăng cái số lượng lên. Nhưng rõ ràng rằng cái chuyện là như dưa hấu tôi lấy là một ví dụ, thì chúng ta chỉ trông chờ vào GI này sẽ không đủ. Không đủ thì chúng ta sẽ phải trông chờ vào cái chỉ số thứ hai, đó là chỉ số GL. Cái chỉ số GI là chỉ là tốc độ tăng đường huyết thôi. Còn cái chỉ số GL là khi ăn một cái lượng thực phẩm vào thì đường ở trong máu nó là bao nhiêu. Thì đấy chính là GL. Thì tôi xin phép là quay cái bảng ra. Thì quý vị và các bạn thấy rằng là cái chỉ số GL thì nó được tính là GI nhân với cái lượng thực phẩm đó tính bằng gam. Nhân với cái lượng thực phẩm, nhân với lượng carbohydrate có trong thực phẩm tính bằng gam. Và được bao nhiêu chia cho 100. Tôi lấy ví dụ như là GI của dưa hấu chẳng hạn là bao nhiêu, GI của dưa hấu là 72, là lấy 72 nhân với lại bây giờ chúng ta ăn một 5 lạng chẳng hạn thì 5, 6, 30 là chúng ta nhân với 30 được bao nhiêu đem chia cho 100 thì chúng ta sẽ ra được cái tải lượng đường huyết. Chúng ta hiểu nôm na nó là như thế. Bây giờ nếu chúng ta ăn một lạng dưa hấu, chúng ta thử tính nhé, là dưa hấu là 72 này, 72 nhân với một lạng là 6 thì Khánh Lành nhân cho tôi là 72 nhân với 6. Vâng, 72 nhân 6 ạ. Vâng. Bây giờ một lạng nhé, thì là ta sẽ có GL của một lạng dưa hấu thì 4,32 ạ. Bằng 4,32, đúng không ạ? Thế còn nếu như bây giờ 5 lạng thì sẽ là 6,5,30, đúng không ạ? Là 72 nhân với lại 30. GL thì sẽ bằng bao nhiêu ạ? 21,6, đúng không ạ? Thế thì trong cái chỉ số GL người ta sẽ như này, sau khi mà tính GL mà GL dưới 10 thì an toàn, tức là chỉ số thấp thì người tiểu đường ăn không sợ, không sợ. Nhưng mà nếu GL từ 11 cho đến 20 tức là trung bình thì người tiểu đường phải cẩn thận. Còn người bình thường chúng ta nên ăn GL trong cái khoảng này là an toàn. Còn GL mà lớn hơn 20 thì cái này là nguy hiểm. Nguy hiểm cả với người tiểu, rất nguy hiểm với người tiểu đường và nguy hiểm với tất cả những người như tôi và Khánh Lành hay quý vị và các bạn chưa bị tiểu đường. Thế thì nếu chúng ta ăn nửa kg dưa hấu, ăn nửa cân dưa hấu chúng ta 21,6 là lớn hơn 20 rồi. Mà tôi và Khánh Lành mà cứ ăn như vậy thì chỉ một thời gian sau sẽ tiểu đường. Chúng ta đã hình dung như thế chưa? Rất dễ thôi. Chúng ta sẽ tính được. Vậy chúng ta nếu chúng ta ăn một lạng, người bị tiểu đường ăn có thể lên tới 2 lạng. 2 lạng thì cũng chỉ là 8,64 thôi, đúng không ạ? 2 lạng thì 8,64, 2 lạng dưa hấu chúng ta ăn, người tiểu đường không bị sao, vẫn nhỏ hơn 10 là chúng ta ăn được. Thế nhưng mà đối với người không bị tiểu đường chúng ta chỉ ăn như thế này, tức là vào cỡ độ 3 lạng, 3 lạng hơn 3 lạng một chút. Thế còn đối với lại ăn đến 5 lạng thì chúng ta cẩn thận là bất kể người nào cũng có thể béo phì. Ăn như thế này sẽ ăn đến 5 lạng dưa hấu là béo phì rồi, tiên lượng trong tương lai là tiểu đường. Vậy chúng ta đã biết cách tính. Đầu tiên chúng ta phải tra cái chỉ số GI. Chúng ta hiểu chỉ số GI là tốc độ tăng đường huyết. Thì tốc độ tăng đường huyết mà dưới 40 chúng ta an toàn để chúng ta ăn. Chúng ta không cần phải tính toán gì ghê gớm lắm. Nhưng mà chỉ số đường huyết mà trên 40 là chúng ta cẩn thận, chúng ta nên tính. Và chúng ta nên tính chúng ta dựa theo cái này. Thế do vậy là các bạn hoàn toàn bị tiểu đường có thể ăn cơm trắng. Nhưng mà các bạn phải chia thành bữa nhỏ trong ngày, chia thành nhiều bữa, với lại các bạn ăn, ví dụ muốn ăn 4 nắm cơm chẳng hạn với nam và 3 nắm cơm đối với nữ thì phải tính được cái này. Ta lấy cơm trắng là 75 đi, và an toàn nhất là chúng ta lấy đến 85. Thế sau đó thì chúng ta tính với 3 nắm đó tương đương với lại bao nhiêu gam cơm. Chúng ta bắt đầu chúng ta tính ra lượng đường, chúng ta tính ra theo đúng công thức này thì chúng ta sẽ khống chế được là một ngày chúng ta phải ăn bao nhiêu bữa cơm. Tức là người tiểu đường sẽ phải ăn bao nhiêu bữa cơm và người không bị tiểu đường thì ăn bao nhiêu bữa thì nó sẽ ra. Đấy thì quý vị và các bạn đã biết được rằng là cái cách tính, và ta chịu khó tính cái những cái món ăn phổ thông của chúng ta là bao gồm có cơm này, bao gồm có tất cả những cái sản phẩm có tinh bột này, bao gồm có những các cái thịt cá các thứ này khác, chúng ta tính theo những các cái công thức này.
Và tôi hy vọng rằng là quý vị và các bạn bắt đầu đã hình dung ra được rằng là không phải người tiểu đường là kiêng tuyệt đối các cái sản phẩm khác, mà chúng ta biết cách ăn khoa học, mà muốn biết cách ăn khoa học thì chúng ta phải dựa vào GI và dựa vào GL. Và nếu như có thể thì lúc đấy là các bác sĩ dinh dưỡng sẽ xây dựng cho chúng ta một cái khẩu phần ăn. Thực ra khi xây dựng không khó, theo như tôi đưa ra cái là 5 cái thực phẩm thiết yếu, từ thiết yếu đến không thiết yếu, nhưng mà cả 5 thực phẩm đó đều phối với nhau rất hài hòa. Và chúng ta dựa trên cái chỉ số, 2 cái chỉ số này chúng ta tính cộng với lại theo dõi cái diễn biến cân nặng của chúng ta, thế theo dõi diễn biến về xét nghiệm đường huyết, theo dõi diễn biến về xét nghiệm mỡ máu, thì chúng ta sẽ tránh được. Và qua những các cái số như thế này, tôi tin rằng là quý vị và các bạn biết cách ăn uống, biết cách rèn luyện, giữ thể lực các thứ, thì chúng ta sẽ tránh được những cái tình trạng mà tăng đường huyết cũng như là béo phì cũng như là mỡ máu, rồi thì tăng huyết áp sau này. Và tôi tin rằng là sau chương trình này thì cũng có khá là nhiều người sẽ lên Google trước khi ăn tìm hiểu xem chỉ số đường huyết của thực phẩm của mình sắp ăn là bao nhiêu, và thậm chí có thể tính toán để phù hợp với thể trạng của mình. Một câu hỏi được đặt ra đó là những yếu tố nào thì sẽ ảnh hưởng đến chỉ số đường huyết GI, thưa bác sĩ ạ? Có những cái yếu tố ảnh hưởng tới cái chỉ số đường huyết cũng là như là cái tải lượng đường huyết, tóm lại là tức là ảnh hưởng tới cái vấn đề là chúng ta hấp thụ đường vào trong cơ thể của chúng ta có gây ra cái tình trạng là béo phì hay không, có gây ra cái mỡ máu hay không, có gây ra tăng đường huyết hay không, thế rồi có sau này đó chính là tăng huyết áp, thế rồi một loạt những cái bệnh tim mạch khác. Đấy là cái điều rất là lo lắng. Thế thì để nó thay đổi cái chỉ số GI và cái chỉ số GL thì nó phụ thuộc vào nhiều yếu tố, trong đó những cái yếu tố cơ bản nhất đầu tiên là cái hàm lượng và cái loại carbohydrate. Cái từ carbohydrate ở đây chúng ta hiểu nôm na mánh khóe nó là đường. Đường thì như tôi nói đó chính là gluco, là dễ hấp thu nhất, đến fructo, saccharo, manto, thế vân vân, thế mà một loạt những đường đó, và có một loại đường không ngọt đó chính là tinh bột. Chúng ta hiểu nôm na thế. Thế thì vậy thì chúng ta cái hàm lượng đường của trong đó là bao nhiêu? Ví dụ như là hàm lượng đường ở trong tinh bột chẳng hạn, trong gạo của chúng ta chẳng hạn, thì trong gạo lứt hàm lượng đường của nó trong gạo lứt thì nó vào cỡ độ 25,6 gram trong 100 gram. Nó có tầm cỡ khoảng như thế. Thì cứ thế mà chúng ta tính ra. Thế hoặc là trong dưa hấu thì là trong 100 gram chúng ta có độ 6 gram. Đấy thì nó phụ thuộc vào cái loại đường ở bên trong, nó phụ thuộc vào cái tổng số lượng đường ở bên trong. Đấy là cái yếu tố thứ nhất. Cái yếu tố thứ hai mà nó phụ thuộc vào đấy chính là cái lượng chất xơ ở bên trong nó như thế nào. Chúng ta biết rằng là gạo lứt thì nó sẽ có cái lớp cám, lớp vỏ bên ngoài, thì sẽ có nhiều chất xơ hơn so với lại gạo tinh, đúng không ạ? Thế rồi thì rau củ quả thì nó sẽ có nhiều chất xơ hơn, rằng là khi mà chúng ta ép ra lấy nước của nó sẽ có đầy đủ chất xơ, còn ép ra lấy nước không còn chất xơ nữa. Thế thì đấy, nó phụ thuộc vào cái chất xơ đấy. Thì nếu như chất xơ càng nhiều thì nó càng cản trở quá trình hấp thu, và khi nó cản trở quá trình hấp thu như vậy thì GI nó thấp, mà GI thấp thì đương nhiên GL nó cũng sẽ thấp, đơn giản thế thôi. Vậy thì chúng ta thay vì chúng ta ăn thức ăn tinh thì chúng ta cố gắng ăn thức ăn thô, là vì như thế. Chúng ta cứ cố gắng chúng ta chế biến, chẳng hạn như là chúng ta hoa quả, chúng ta ăn nguyên quả, thì một số những các hiệu lại xay ra thành sinh tố. Xay sinh tố thì chúng ta ăn rất dễ nuốt, và chúng ta cho vào trong đó, một số người lười nhai thì lúc ấy lại cho đá vào, cho các thứ vào, thì chúng ta ăn chúng ta cảm thấy nó dễ. Thì cái điều đó vô hình chung là chúng ta đã tăng cái chỉ số GI lên, và khi chỉ số GI tăng lên thì GL đương nhiên nó tăng lên. Đơn giản thế thôi, và chúng ta rất dễ bị nhiễm. Vậy chúng ta ăn thì chúng ta chịu khó là ăn nguyên bản của nó. Thế còn một số người ví dụ như là thích ăn đem chuối chẳng hạn, chúng ta đang ăn một quả bình thường chuối tươi như thế này, thì chúng ta lại đem chúng ta nướng lên. Thế rồi những cái bánh chuối ấy chẳng hạn, rõ ràng rằng những các cái sản phẩm đó chúng ta tạo nên được rằng là cái sự hấp thu của chúng ta rất là nhanh. Đấy, ví dụ như vậy. Thế thì ở đây tôi muốn nói rằng cái thứ hai là cái chất xơ. Cái thứ ba là cái mức độ trưởng thành của cái thực phẩm đó. Ví dụ như là hoa quả, chúng ta ăn quả ổi xanh xanh một chút
thì nó sẽ hấp thụ cái chỉ số GI, nó sẽ thấp hơn nhiều, chỉ số GL nó sẽ thấp hơn nhiều so với quả ổi nó chín mọng đấy rồi. Ví dụ như vậy, hoa quả càng chín bao nhiêu thì cái chỉ số đường huyết GI và cái chỉ số tải lượng đường huyết GL lại càng tăng bấy nhiêu, thì nó phụ thuộc vào cái độ chín của hoa quả. Nữa cái rằng nó phụ thuộc vào cái chế biến của chúng ta. Chế biến như tôi nói rằng là vẫn là gạo, nhưng mà gạo lứt thì khác. Gạo chúng ta xay sát nó ra trắng phau đi rồi, chúng ta nấu cơm nhão nó khác, chúng ta nấu cơm cứng nó khác. Nhưng mà vẫn là cái gạo đó chúng ta lại đem chúng ta nấu cháo nó khác. Thế thành ra là cái cách chế biến, từ chế biến chúng ta thành bánh cuốn, thành bún, thành phở, thành mỗi cái sản phẩm đó, cái chỉ số GI nó lại thay đổi. Rất tiếc rằng là Việt Nam chúng ta thì những cái nghiên cứu về những cái chỉ số đó nó không được tốt. Vậy tôi chỉ khuyên các bạn rằng là tra Google, cố gắng là tra bằng tiếng Anh của các quốc gia mà người ta đã tính rất chuẩn. Người ta tính nghiên cứu, người ta đã tính rất chuẩn để ra được cái chỉ số GI là bao nhiêu và chỉ số GL là bao nhiêu. Thì chúng ta biết được những cái điều đó, chúng ta tính, chúng ta sẽ ăn. Và cái cuối cùng đó chính là cái lượng của cái lượng mà protein cũng như là lipid, tức là mỡ và đạm ở trong cái sản phẩm đó như thế nào. Nếu mỡ và đạm càng tăng thì cái chỉ số GI và GL của nó cũng giảm đi, bởi vì bản thân mỡ và đạm nó sẽ gây ra cái hiện tượng là rất khó để mà tiêu hóa và rất khó hấp thu so với lại bình thường. Chúng ta nhớ rằng là trong cái thực phẩm thì nếu chúng ta ăn tinh bột không thì cái thời gian hấp thụ của nó vào cỡ độ nửa tiếng đồng hồ là nó đã hấp thụ gần như có thể hoàn toàn rồi, hấp thụ được rất nhiều rồi, phần lớn rồi. Thế còn nếu chúng ta ăn tinh bột mà có rất nhiều chất xơ, ví dụ ăn kèm theo với lại rau, ăn nhiều rau vào, thì lúc đó là cái thời gian hấp thụ nó vào cỡ độ 2-3 tiếng đồng hồ. Nhưng nếu như có thêm thịt cá vào nữa thì cái thời gian hấp thụ của vẫn cái tinh bột đó, chúng ta vẫn ăn một bát cơm, nhưng mà cái thời gian có thêm thịt cá vào thì cái thời gian hấp thụ của cái lượng cơm đó nó lên tới 6 giờ và thậm chí có người đến tận 12 tiếng đồng hồ cơ, nó mới hấp thụ hết. Vậy thì nó phụ thuộc vào những cái yếu tố đó. Đấy, tôi lấy ví dụ như là nói lại là từ một bát cơm mà chúng ta ăn cơm không thì chỉ độ 30 phút sau là chúng ta đã hấp thụ hết mất rồi. Thế nhưng mà chúng ta có thêm nhiều rau vào thì nó kéo dài 2-3 tiếng. Chúng ta thêm thịt vào nữa 4-5-6 tiếng đồng hồ. Đấy, thì chúng ta hình dung như vậy thì đấy là những các cái yếu tố mà nó phụ thuộc vào chế biến, nó phụ thuộc vào tải lượng đường ở bên trong đó, vân vân. Tất cả những yếu tố đấy nó gây ra là chúng ta đã bị phụ thuộc hay là không phụ thuộc. Vâng ạ, tôi hỏi những yếu tố ảnh hưởng đến chỉ số đường huyết GI và bác sĩ còn thêm một số mẹo để chúng ta có thể giảm chỉ số đường huyết GI nữa. Và hy vọng rằng là quý vị cũng sẽ có cho mình những kiến thức khoa học để chúng ta có thể kiểm soát lượng đường chúng ta hấp thụ vào, và đặc biệt là có thể xây dựng được chế độ ăn khoa học và đúng cách cho mình và người thân. Làm thế nào để chúng ta ăn uống trong một trạng thái vui vẻ và cảm thấy ngon miệng, chứ không phải là vừa ăn vừa lo lắng xem là chúng ta ăn như thế này có tốt không, ăn như thế này có bị béo phì không, ăn như thế này có bị tiểu đường không, hay ăn như thế này để phải chạy bao nhiêu vòng để chúng ta có thể là có một sức khỏe rất là tốt. Cảm ơn bác sĩ Phúc một lần nữa với những giải thích rất là thú vị và cặn kẽ ạ. Vâng ạ, đến giờ phút này quý vị đã cảm thấy có thấy thích chương trình của chúng tôi không ạ? Hãy để lại cho chúng tôi những lượt thích. Quý vị còn có những quan tâm, những sự thắc mắc như thế nào thì hãy để cho chúng tôi những bình luận. Và nếu mà quý vị muốn chia sẻ những kiến thức y khoa này đến cho tất cả mọi người thì vui lòng ấn nút chia sẻ. Và còn những quý vị nào chưa nhấn nút theo dõi, subscribe kênh YouTube Bác sĩ Trần Văn Phúc Official thì hãy nhấn subscribe, nhấn nút đăng ký để có thể kịp thời nhận được những thông tin hữu ích từ kênh YouTube của chúng tôi ạ. Còn bây giờ, chương trình của chúng tôi xin phép được khép lại. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình tiếp theo.